Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật các mặt hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Ba số này của em đều có Zalo để các bác có thể đặt hàng nhá. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu quạt các bác này. Đấy, các bác lên cho em là quạt mini nhá, quạt mini. Đấy, nó sẽ có cái xoay như này. Tổng chiều dài của nó thì chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 30, chiều cao khoảng 30. Đó, và rất là mát luôn. Đây, dây đây. Con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn nhá. Trực tiếp điện 220V luôn. Rất là mát các bác này. Đấy. Mát thấy không? Đó. Quạt rất là mát luôn. Và nó sẽ có cho các bác là hai số này. Đây. Đấy. Rất mát luôn các bác nhá. Đó, rất là mát luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một con quạt mini như này các bác này. Đấy, quạt mini như này. Đấy, thì các bác lên xem đó là quạt mini. Chiều rộng của nó là 30, chiều cao là 30, còn đường kính của cánh này thì vào khoảng 20. Rất mát luôn các bác này. Đấy, rất mát luôn. Gió rất là nhiều nhá. Đấy, trông thì bé như này thôi nhưng mà rất là nhiều gió và rất là mát nhá. Motor thì bằng đồng và có cho các bác là hai số đằng sau như này, số 1, số 2, số 0 này. Đấy. Thì cái này các bác có thể dùng để mang đi học này, đi làm này, đi công trình hoặc là mà các bác mang theo khi mà mình di chuyển này hoặc sử dụng ở nhà này, rất là tiện luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là quạt mini nhá. Quạt mini 135.000 cho con quạt mini như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chuông. Đấy, nó hình một chiếc chuông như này các bác này. Đấy, hình một chiếc chuông như này. Cho nên các bác lên mã giúp cho em là bình chuông nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dạng màu vàng gôn rất là đẹp luôn. Một cái dạng màu vàng gôn rất là đẹp như này các bạn này. Đấy. Nắp nó có giòn nhá. Con này thì nó sẽ là dung tích. Nó sẽ vào khoảng là đi đây. Đấy. Con này thì dung tích của nó inox 304. Và nó sẽ vào khoảng là 200ml các bạn nhé. 200ml có nắp xoáy như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống cà phê này. Hoặc là các cái loại trà. Đấy thì rất là ok luôn. Đấy. Cà phê hoặc là trà các thứ rất là ok nha các bác, cho vào đây cho em này. Đấy. Sau khi nào các bác uống thì các bác mở nắp ra cho em. Đấy, mở nắp ra mình uống trực tiếp luôn. Đấy, inox Su 304. Đấy, dùng để uống trà, uống cà phê hoặc là các bác mang nước đi du lịch hoặc là nói chung là mang đi đâu nó cũng rất là tiện, có quai đeo như này. Đấy, bằng inox 304. Lên mã giúp cho em là bình chuông, giá sẽ là 75.000 cho một con bình chuông như này nhá. Con này thì dung tích của nó thì em nghĩ là nó vào khoảng là 200ml các bác nhá. 200ml các bác này. Đấy. Giữ nóng là lên tới 95 độ C luôn. Đấy, giữ nóng lên tới 95 độ C nhá. Đây các bác này. Đó đây, thông số của nó đây. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn, Su 304. Giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng để mình pha trà nóng này hoặc là uống cà phê đá này đều ok hết và nó rất là tiện. Có nắp đậy này thì khi nào các bác dùng thì mình bỏ ra. Và không thì mình cứ đậy nắp như này thì nó sẽ giữ lạnh cho các bác rất là tốt luôn. Giữ nhiệt tốt nhá. Đít này của nó thì có lót như này, rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là bình chuông nhá. Bình chuông. Đấy, bình chuông giá sẽ là 75.000 cho cái bình chuông như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi xìa nhá. Môi xìa đây. Đấy thì bên shop bán nó sẽ là các bác lên cho em là môi xẻng này thì nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc đây. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá. 3 mẫu như này các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu. Đó, 3 mẫu để cho các bác lựa chọn nhá. Đó, ở đây nó sẽ có 3 mẫu thôi. Đấy, 3 mẫu như này các bác nhá. 3 mẫu như này. Đây, đầu tiên thì nó sẽ là một cái dạng môi lưới như này các bác này, môi lưới như này. Thì khi mà các bác dùng để mình ăn lẩu ăn liếc thì dùng cái này để mình nhúng các loại thực phẩm vào, sau đó thì mình vớt ra luôn, nó rất là tiện này. Con này chuyên dùng ăn lẩu ăn liếc rất là ok này. Thì các bác lên cho em là môi lưới này. Đấy, môi lưới này. Tiếp theo thì con này các bác lên cho em là môi liền nhá. Đấy, môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường như này. Môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường. Và tiếp theo nữa là nó sẽ là một cái môi xẻng như này nhá. Một cái môi xẻng như này. Đấy, thì con này các bác lên cho em là môi xẻng này. Đấy, nó như một cái xẻng như này. Thì các bác dùng để mình lật trứng này hoặc là tráng làm bánh làm biếc hoặc là mình chan múc cũng rất là ok luôn. Đó. Thì nó sẽ là 3 mẫu như này nhá. Môi liền này, môi
môi lỗ này và môi xẻng này, môi liền, môi lỗ và môi xẻng, giá đều là 40.000 cho một chiếc như này, 40.000 cho một chiếc như này các nhá. Đấy thì các bác có thể lấy combo cũng được hoặc lấy lẻ một cái một, bên em bán đều là giá là 40.000 nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là môi liền này, môi liền 40.000. Đấy, con này là sẽ là môi lỗ này. Môi lỗ cũng 40.000 luôn. Đó, và con này nó sẽ là môi xẻng này, môi xẻng nó giống một cái xẻng như này. Đấy. Thì giá đều là 40k. Chất liệu của nó là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, sáng bóng và đẹp luôn. Đấy, dày dẫn sáng bóng và đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000, 40.000 cho một chiếc như này. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng. Giá thì chỉ có 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này thôi. Đấy. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. 80.000 cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, cái này thì nó sẽ có quai sách như này, quai sách bên trên các bác nhá. Quai sách bên trên như này, 4 tầng luôn. 4 tầng và dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đây, 2.8 lít này. Đấy, cặp lồng 4 tầng nhá, 4 tầng luôn. Cặp lồng 4 tầng, giá sẽ là 80.000 cho một em cặp lồng 4 tầng như này. Đấy. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng đấy các bác, rất tiện ích luôn. Và có quai đeo như này nhá, có quai treo như này. Ở đây thì mỗi tầng của nó sẽ là một ngăn như này nhá. Mỗi tầng là một cái bát như này. Và dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Tổng dung tích của nó là 2.8 lít các này. Mỗi tầng là một bát như này thì các bác ví dụ như là thực phẩm đồ ăn, bên ngoài thì bằng nhựa chống trơn trượt nhá, bằng nhựa chống nóng nhá. Và bên trong là bằng inox nhá, inox như này. Mỗi tầng là một bát luôn thì các bác có thể đựng cơm này, đồ ăn này, canh này, rồi gia vị đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em như này. Lắp vào cho em xong là mình đẩy cái quai này lên là xong. Đó, đẩy cái quai này lên cho em là xong. Nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Lắp vào, sau đó thì mình đẩy quai lên cho em là xong. Giá thì một cái bộ cặp lồng như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một cái mã cặp lồng 4 tầng như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và tiện ích luôn. Đấy, lẫy liếc của nó sập cực kỳ là chắc luôn nhá. Các bác chỉ cần sập lẫy vào như này cho em là mình xách đi thôi. Đấy. Đậy vào là khít kín luôn. Đấy, cả nước cũng không thể ra được luôn các nhá. Đấy, nước cũng không ra được luôn. Đây. Quai sách quai đeo như này rất cẩn thận luôn các bác này. Đấy. Quai sách quai đeo rất là cẩn thận luôn, rất khít các bác nhá, rất khít như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác cái van để xả hơi này. Đấy, van xả hơi luôn. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng 4 tầng nhá. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80k cho một con cặp lồng 4 tầng như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về các bác mã sản phẩm đó là cái kéo gà. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Đức nhá. Đấy, đây. Hai mẫu kéo gà như này các bác này. Một mẫu của Nhật, một mẫu của Đức. Hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Thép SK5 không gỉ này, Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Thép SK5 không gỉ. Con này thì các chức năng như là các bác có thể dùng để cắt gà, cá, thực phẩm thức ăn này, kẹp cua ghẹ rất là ok này. Đấy, con này cũng vậy luôn. Thì con này nó sẽ là hàng made in Germany, hàng của Đức này, made in Germany. Con này thì sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Cũng có là phần khuyết này, cắt gà, cắt cá, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm gà làm cá này. Đấy, kẹp cua ghẹ này, rồi mở nắp chai này, đa chức năng như vậy luôn. Đó. Độ sắc bén thì như nhau, nhưng mà cái con của Nhật này thì nó dày hơn cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là kéo gà của Nhật thì sẽ là 130k nhá, 130k. Và của Đức thì sẽ là 90k nhá. Đấy, thì có hai dòng. Con này là của Nhật này, tay to hơn này, dày dẫn hơn này, 130.000 này. Con của Đức này thì nó sẽ là mỏng hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cũng rất là dày dẫn và chắc chắn rồi. Giá sẽ là 90.000 thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy, mài dao ba khe nhá. Đấy, lên theo là mài dao ba khe đỏ này. Mài dao này ba khe nhá, ba khe và nó màu đỏ như này, cho nên lên em mài dao ba khe đỏ 130k nhá. 130.000 cho em mài dao ba khe đỏ như này. Đây nó sẽ là một con dao, một cái mà dụng cụ mài dao rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần cầm dao như này mình kéo lướt qua này, lướt qua này là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn và mài bén. Ba cái như này thì từ tay trái các bác kéo sang, cứ kéo đi kéo lại như này cho em khoảng 3 đến 4 lần một rãnh như này. Đấy là các bác kéo qua ba rãnh này là dao sẽ bén luôn và rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Katashiwa made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, mài dao ba khe đỏ 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Con này thì nó sẽ là một cái dòng dao cực kỳ là sắc bén và tiện ích cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình chặt sắt, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Đây, em sẽ test chặt sắt cho các bác xem này đây nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh sắt này các bác này. Đây, chặt sắt này các bác này. Chặt sắt này, chặt xương trâu xương bò để ok hết nhá. Các bác thấy không? Đó, chặt sắt, chặt xương trâu xương bò không có hề hấn gì các bác này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn.
và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt một cân hàng của Murato này, Murato made in Japan nhá. Made in Japan cho các bác luôn. Thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Lên cho em là dao một cân nhá, dao chặt một cân, chiều dài khoảng 35 cm, phần bản của dao này là vào khoảng là 25 cm và chiều dày mình của dao thì nó sẽ là vào khoảng là 4 đến 5 ly. Con này thì chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Lên cho em là dao một cân nhá. Đấy, dao một cân này, dao 1 kg, giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship tại nhà cho bác luôn cho con dao chặt một cân như này. Đó. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ chuông chuông cổng nhá các bác nhá. Đấy. Cái chuông này thì các bác để ngoài cổng để mình có khách khứa về thì mình sử dụng nó rất là tiện. Có khách đến nhà thì các bác chỉ cần là có người ta bấm chuông là xong. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán tích kê này các bác này, để các bác dán cái miếng dán này vào trên trên cổng nhà mình này. Đấy. Và một quả chuông như này. Một cái chuông như này thì nó dùng nó rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả nhá. Hướng dẫn sử dụng thì không có cái gì là phức tạp cả. Hàng thì bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Đơn giản, về nhà các bác chỉ cần cắm cái cục chuông này vào điện lưới cho em này, điện 220 này. Sau đó thì các bác gắn cái này ngoài cổng này. Đấy, là các bác có người đến nhà người ta chỉ còn bấm này. Đấy, rất tiện các bác nhá. Đây. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cắm cái con này vào trong nguồn điện 220V, cắm vào trong nhà mình ấy, để mình nghe được tiếng chuông nhá. Còn lại là cái này thì các bác có cái miếng dán này rồi, các bác bóc ra, các bác dán vào cổng cho em, dán vào ngoài cổng, ngoài tường ấy. Đấy, là khi mà khách họ đến là họ sẽ bấm chuông là xong. Và lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì dán cái này là dán vào cái chỗ mà không bị nước mưa các bác nhá, không bị nước mưa ấy thì nó sẽ bền chắc chắn hơn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cổng nhá. Đấy, chuông cổng này. Đấy. Chuông cổng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 nhá, 145.000 cho một bộ chuông cổng như này nhá. Lên cho em chuông cổng 145.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng áp quy nhá, bóng áp quy. Thì con này nó cũng rất là tiện thôi. Thì ví dụ như là nhà các bác có gọi là áp quy đấy. Nhà các bác có áp quy thì các bác dùng cái này cho em. Để phòng khi mất điện thì mình dùng cái bóng này mình kẹp vào cho em vào áp quy nhá. Đấy, thì bên đỏ này là dương này, bên đen này là âm này. Thì các bác chỉ cần kẹp vào cái áp quy, sau đó thì mình treo lên để mình lấy ánh sáng nhá. Bóng này nó chuyên dùng cho áp quy 12V. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quả bóng áp quy như này. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, bóng này là chuyên dùng cho áp quy. Đấy, lên mã giúp cho em là bóng áp quy nhá. Bóng áp quy này. Đấy. Bóng áp quy. Bóng áp quy, giá của nó sẽ là 40.000 trên 1.000 một quả nhá. 40.000 trên một quả bóng áp quy như này. Đó. Đây các bác này, đấy, đây là em đang kẹp. Đây là em đang kẹp vào cái em đang kẹp vào cái quả đây. Đấy, em đang kẹp vào cái cục của cái này là con sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình 12V này. Đấy, bóng rất là sáng luôn, các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác có cái áp quy 12V thì các bác sạc vào cho em. Dùng cho em. Đây em đang kẹp vào cái bình áp quy 12V đây. Đấy, cái bình áp quy 12V này. Đấy. Và em đang cắm dạng như là cắm sạc đấy. Đấy, đang kẹp vào như này là xong. Đó. Rất là tiện luôn nhá. Đấy, và rất là sáng luôn. Bóng thì rất sáng vào đây. Đấy, bóng rất là sáng luôn. Các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy. Con này thì về nhà các bác dùng cho áp quy thì rất là tiện. Nhà bác nào có áp quy thì mình dùng cho em. Đó. Và tiện đây em giới thiệu luôn cái con sạc bình áp quy 12V nhá. Con này thì dùng để sạc bình áp quy này. Công suất của nó là 5A nhá, 5A. Đây. Đấy, 12V 4A này. Đấy, 100A. Đấy, và con này thì sạc ô tô, sạc xe máy đều ok hết nhá. Con này thì nó vừa là các bác vừa là sạc áp quy này, vừa khử xun phát này, rồi nói chung là đa chức năng luôn, chống đảo chiều, khử xun phát. Kể cả các bác có đấu vào mà bị đảo chiều cũng ok luôn, không có vấn đề gì nhá. Hàng này của nó thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nói chung là rất xuất đi khá là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 cho một cái con sạc bình áp quy 12V như này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là sạc 12 nhá, sạc 12 này, đó. Sạc 12, giá sẽ là 190.000. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
đèn năng lượng mặt trời các bạn. Đây, đây nó sẽ là một con đèn năng lượng mặt trời như này, đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác luôn. Đó, đầy đủ phụ kiện như này các bác này. Đấy, đây, đó, đây một con đèn như này nhá, đó rất sáng luôn các bạn. Có phụ kiện đi kèm đây, có ốc cái thứ có vít để các bác bắt vào trong trên cái cột thép nhà mình nhá, đó. Và con này rất là sáng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn năng lượng kèm pin, kèm sẵn tấm pin như này nhá, kèm sẵn tấm pin này cho các bác luôn, đó. Thì về nhà các bác chỉ cần là bắt cái đai này vào thôi, bắt cái đai này lên cột này vào cái vị trí có đủ ánh sáng cho em là xong. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 50 và chiều rộng thì vào khoảng là 25. Đấy, chiều dài thì nguyên cái phần thân đèn này vào khoảng là 60 đi, 60 này. Đấy. Và con này thì đây. Đấy. Ban buổi tối thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn. Cảm biến nhá, cảm biến các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng cảm biến. Con này thì tiêu chuẩn IP nhá, tiêu chuẩn IP kháng nước cho các bác luôn, tiêu chuẩn IP kháng nước. Rất sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đây em sẽ tắt điện đi để em test cho các bác xem. Tắt điện đi em test cho bác xem luôn. Tiêu chuẩn IP kháng nước cho bác luôn. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đó. Đây các bác này. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy có mỗi một quả bóng này thôi này. Đấy. Mỗi một quả bóng này thôi. Đấy rất sáng luôn nhá. Đây em bật cho bác xem. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây. Cả kho nhà em này sáng trưng luôn các bác này. Đấy. Con này các bác dùng thì thích lắm. Công suất của nó thì khá là lớn luôn. Công suất của nó khá lớn luôn. Để em xem cái con này thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu watt nhá. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, em dọi ra hàng này. Rất sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, rất sáng nhá. Dùng con này thì chấm hết luôn các bác thấy chưa? Đó. Sáng cả một khoảng sân luôn các bác có thể dùng để khoảng sân mình trời tối thì rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất là hợp lý, chỉ có 590.000 thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy, đèn cột. Đèn cột năng lượng, đèn cột năng lượng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590k nhá. 590k cho một con đèn cột năng lượng như này. Và bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 590k nhá. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế. Giá thì chỉ có 80k trong con đồng hồ nhiệt kế như này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em này. Cái này bên em bán thì nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Bán thì không kèm pin. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, đúng 12 giờ trưa thì đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy. Cứ đúng 12 giờ trưa thì các bác. Đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin, đây là quả pin mẫu em lắp vào cho các bác xem thôi. Đây. Đấy, đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó sẽ cập nhật cho các bác. Thứ nhất là nhiệt độ này, độ ẩm và giờ sẽ là 12 giờ. Đấy, đây nó sẽ có một cái lẫy như này. Đấy, các bác có thể để rất là tiện này, số điện tử đẹp rõ ràng này. Nhiệt độ hôm nay đang là 25,7 độ C này. Độ ẩm là 99%, miền Bắc đang nồm rất là mạnh luôn. Đấy, 12 giờ nha, các bác cứ đúng 12 giờ trưa lắp vào cho em. Đó. Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, đồng hồ nhiệt kế này. Đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 80k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Con này thì được làm từ sợi carbon các bạn, được làm từ sợi carbon. Con này thì các bác dùng là nó sẽ là số điện tử thì dùng nó cũng rất là tiện các bác này. Đấy. Dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá, số điện tử đây các bác này. Đấy. Bấm này là số nó sẽ lên đây, nó có lẫy cản pin thì các bác rút ra cho em này. Đấy, và dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá. Số điện tử đây. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là ba cách đo, là đo đường kính bên trong này. Đấy, đo đường kính bên ngoài này. Đấy, và bên ngoài bên trong, và đo chiều sâu nhá, chiều sâu 15 cm. Đấy, và con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, thước thì được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, chứ là sợi carbon. Đấy, nôm na nó là như vậy. Và giá thì sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k. Nên em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử, giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng thước kẹp gem bằng cơ nhá. Đây. Con kẹp gem bằng cơ này thì giá của nó sẽ là 150.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và được làm từ thép các bác nhá. Đấy, được làm từ thép. Con này thì làm từ thép thì con này dùng bền đẹp chắc chắn và số của nó thì siêu chuẩn luôn, số nó siêu chuẩn luôn các bác này. Đấy. Đây. Đây đây để các bác đo gem bao nhiêu gem là đo đây, các bác cứ kẹp ở đây là chính xác luôn nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bên trong, bên ngoài và chiều sâu, được làm từ thép nhá, được làm từ thép. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng bãi của Nhật nhá. Đây. Unica Japan này. Đấy, hàng bãi nội địa Nhật nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn.
Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi, 150k cho một con thước kẹp gem như này. Đấy, lên cho em là thước kẹp gem cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Giá sẽ là 150k. 150k cho em thước kẹp gem cơ như này nhá, 150.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái dầu gió của Mỹ nhá. Đấy, dầu gió của Mỹ. Đây. Đấy. Thì đây là cái dầu gió của Mỹ các bác này, dầu gió của Mỹ đây. Đấy. Một hộp một lọ này thì sẽ là 40.000. Một lọ này sẽ là 40.000 các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k, hàng nguyên đai nguyên tem nguyên kiện như này. Còn các bác lấy cả dây này thì giá của nó sẽ là 450.000 cho một dây này 12 lọ này. Một dây này sẽ là 12 lọ hàng dầu gió của Mỹ. Đây, các bác này, đó. Hàng thì sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng sản xuất ở Singapore và xuất cho thị trường Mỹ. Đấy, đây. Đấy, đây cái hộp này em bóc rồi đây các bác này. Đây. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Đây. Đây các bác này, đấy, xuất cho thị trường Mỹ này. Đây. USA các bác này. Đó, đây. USA nhá. Hàng xịn 100% luôn, xuất cho thị trường Mỹ luôn các bác nhá. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nắp là nắp xoáy hai lớp nhá. Nắp xoáy chống tràn hai lớp cực kỳ an toàn luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, các bác bị đau bụng này, rồi cảm nóng cảm lạnh rồi ok, dùng được hết nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ, dầu gió xanh nhá. 40.000 một lọ nhá. Lên mã giúp cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Và các bác mua cả dây này nhá. Nếu các bác mua cả dây này là 12 lọ thì giá sẽ là 450.000 này, 450.000. Còn mua một lọ này thì sẽ là 40.000 cho một lọ dầu gió xanh như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Bảo Mốt nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều máy hàng mới luôn. Nhà mày lên video gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là em về cho các bác cái mã đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt cái này thì cũng nhiều khách hỏi và đợt này mới lại có hàng về. Thì một túi này của nó sẽ vào khoảng là 30 chiếc. Đấy, đầy đủ to nhỏ lớn bé. Thì khi mà các bác dùng đồ điện ấy, thì các bác dùng cái đầu bấm cốt này thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp các bạn. Rất là chuyên nghiệp luôn. Dùng nó an toàn và chuyên nghiệp. Nếu các bác dùng mà không có cái đầu bấm cốt này thì nhiều khi điện đóm nó bị mo ve, bị chập chờn. Thì ví dụ các cái đầu dây là các bác chỉ cần đưa vào những cái đầu bấm này là mình bấm, sau đó thì mình vặn ốc vặn yếc vào. Nó rất là chuyên nghiệp luôn. Lên mã giúp cho em là đầu bấm cốt nhé. Giá thì sẽ là 50k cho một bịch đầu bấm cốt như này. Một bịch này của nó là tầm khoảng 30 chiếc. Đấy, 30 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là đầu bấm cốt này. Đấy, đầu bấm cốt. Đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt này, giá sẽ là 50k. 50k trên một bịch nhá. 50k trên một bịch bao gồm là 30 chiếc nhá. 30 cái, 50.000 cho một bịch như này, bao gồm 30 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phin pha cà phê hàng của Trung Nguyên nhá, hàng của Trung Nguyên. Đấy, thì Trung Nguyên này nó là một cái thương hiệu cà phê nổi tiếng trên toàn cầu rồi, cả Việt Nam và toàn thế giới rồi nhá, cả Việt Nam và toàn thế giới luôn. Đó. Phin của nó thì là dòng phin bằng nhôm nhá. Đấy, dòng phin bằng nhôm. Rất là ngon lành cho các bác luôn, dòng phin bằng nhôm nha. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái cữ pha cơ bản này. Đấy, phin bằng nhôm, cực kỳ là dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Cực kỳ dày dặn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái phin pha cà phê như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là phin pha cà phê nhá, phin pha cà phê. Giá sẽ là 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Đó. Giá thì khá là hợp lý để cho các bác sử dụng. Đấy, rất là tiện ích luôn. 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha cà phê buổi sáng, hoặc là các bác uống cà phê thì mình dùng cái này nhá. Phin pha cà phê, giá sẽ là 40k cho một bộ phin như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái xích mèo nhá. Đấy, con này thì nếu mà các bác xích các cái loại chó nhỏ cũng được, hoặc là không thì mình chỉ dùng để xích mèo thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác một cái đai tròn như này nhá, một cái đai tròn như này. Và xích là bằng inox này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu quặc như này, đầu quặc này các bạn này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1,5 m nhá. Chiều dài khoảng 1,5 m. Đây. Đấy, em sẽ tháo ra một cái cho các bác xem. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để xích chó, xích mèo, rồi các loại chó con các bác nhá. Đấy. Chó con hoặc là mèo rất là ok, thì nói chung là chó con cũng được. Đấy. Bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Hàng này của nó là hàng liền nhá, hàng liền này thì các bác này. Đấy. Hàng nó dập gần như là liền luôn. Đấy, giờ gần như là liền luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì cái này thì em không biết là nó có liền hay không, nhưng mà trông nó khít lắm. Đây các bạn này. Đấy, trông nó khít lắm thì chắc là nó liền đấy các bạn. Đấy.
thì nó dập như này, chắc là cái này nó có thổi thổi liền rồi, có thổi liền như này các bạn này, sáng bóng đẹp luôn nhá. Nó đây đây, và đây nó sẽ là cái khuy chốt của nó này, và đây là cái đầu quạt này đấy, chiều dài khoảng 1,5 m nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xích chó mèo này. Đấy, xích chó mèo, giá thì gửi tới các bác cái giá chỉ có 40.000 trong cái xích chó mèo này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xích chó mèo này. Đấy, xích chó này. Đấy, xích chó cũng được, xích chó mèo nhá. Chủ yếu là các bác dùng để xích mèo thôi và chó con thôi. Xích chó mèo, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000 cho một chiếc như này. Đấy. Thì cái này của nó thì nó chỉ nhỏ như là đây, trong cái ngón tay này các bác này. Đấy, nó trong ngón tay này. Chiều dài của nó thì vào khoảng 2 phân và cái chiều ngang này của nó thì khoảng là gần 1 phân nhá. Đấy. Thì các bác cảm nhận này, đây, nó sẽ là trong cái ngón tay như này các bác này. Đấy, không các bác về các bác nhận hàng này là to nhỏ thế nào thì nó phức tạp. Đấy, giá thì chỉ có 40k cho một cái xích chó mèo này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Thì ở đây nó sẽ là cái vòi màu cam và màu xanh như này. Màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên là vòi cam xanh nhá. Và con này thì nó sẽ là một cái dòng mà chia ra làm hai đường nước này, chia ra làm hai đường nước như này. Đó, chia ra làm hai đường nước như này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 50k thôi. 50k nhá. 50k cho một cái xích chó mèo như này nhá. 50.000. À xin lỗi các bác, là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Đấy. 50.000 nhá, chia ra làm hai đường nước và có đầu xoáy như này nhá, có đầu xoáy như này luôn. Các bác có thể kết nối với các cái hệ thống vòi xịt rửa, tưới cây rất là tốt luôn. Đó, và cái này thì hệ thống dẫn nước của nó rất là tốt nhá, dẫn nước rất là tốt luôn. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED 140.000 một chiếc. Đây, nó đúng như trên hình này luôn, nó hiển thị như trên hình này nhá. Có hẹn giờ rồi, có chuông báo rồi, có cập nhật nhiệt độ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, thì nó sẽ làm con đồng hồ LED như này, chiều dài khoảng là 17-18 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đấy, thì các bác để trên bàn như này nó rất là tiện này. Đây. Đấy, và số nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Đấy, và con đồng hồ LED này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000 cho cái mã đồng hồ LED như này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k cho cái mã đồng hồ LED này nhá, 140.000. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Cái này nó sẽ là bật lửa kèm đồng hồ luôn và nó không có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga. Đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy còn bật lửa về nhà các bác tự bơm ga và có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng như này. Các bác theo. Đấy, có đèn báo sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bật lửa đồng hồ này. Về nhà các bác tự bơm ga cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng lấy dây tai đa năng như này. Cái dây tai này đang bán bao nhiêu đấy Phương? Thì nó sẽ là con này bên em đang bán là 30.000 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là hời luôn, chỉ còn 20k thôi. Đấy, 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 1 2 3 4 5 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết và đựng trong một cái lọ như này, đựng trong một cái lọ bằng inox như này các bác này. Và có gioăng chống nước luôn, thì các bác có thể treo vào móc khóa này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng nhá. Bộ này đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn 20k thôi. 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này các bác nhé, giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nước hoa này. Đấy, nước hoa thì nó sẽ có cho các bác là nước hoa Chanel và nước hoa Gucci, giá thì đều là 120.000 cho một lọ như này nhá, 120.000 cho một lọ như này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là hàng hàng Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này, đây, made in UK này. Đấy, UK là Anh Quốc các bác nhé. Đấy, còn con này thì nó sẽ là hàng của Pháp này, Chanel này thì là của Pháp này, Made in Fancy này. Đó, đây, Made in Fancy nhá. Hai lọ này thì giá đều là 120.000 một lọ nhá. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây là Gucci này, Gucci là hình cây lá này. Đấy, còn Chanel thì nó sẽ là hình màu xanh đen như này và giá đều là 120.000 nhá. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, em cũng không tiện bóc ra nhá, cũng không tiện bóc ra luôn. Đó, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này, 120.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng nhá. Đấy, à các bác, bật lửa viên ngọc này, đây. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Ở trên nó có đính một viên ngọc như này. Và con này thì nó dùng bằng đá này, dùng bằng đá và các bác cho dầu, gọi là dầu thơm hoặc là xăng vào đây là đều được nhá. Đấy, thì các bác dùng thì các bác biết rồi, cho cái gì là các bác biết rồi các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có đính một viên ngọc như này, rất là đẹp luôn. Bật lửa ngọc 130.000 này. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ này, Crosman USA nhá. Kìm chết của Mỹ như này. Đó, Crosman USA, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Crosman USA. Con này thì bên shop cũng đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi nhá. 100k cho một con kìm chết Mỹ như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ 100.000. Con này thì dùng bao phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100k cho một con kìm chết Mỹ như này thôi. Đấy, 100.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Đấy. Bộ dao đen. Bộ này thì sẽ bao nhiêu nhỉ? 130.000, bao gồm cho các bác là hai con dao bản to này. Hai con dao bản to thì con này thì nó sẽ là độ dày vừa phải thôi, thì các bác có thể dùng để thái hoặc là chặt nhẹ thôi nhá, chặt nhẹ và băm thôi. Chứ nếu các bác dùng để chặt gà thì gà nhỏ thì được, chứ còn gà to là không được nhá. Nó chỉ nặng khoảng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng thôi. 2 lạng rưỡi đến 3 lạng nhá. Hàng thì siêu bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn con nhá. Rất là bén luôn. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao như này, ba con dao như này. Cán của nó thì bằng nhựa nhá, thép của nó là thép vân gỗ này, thép vân gỗ như này. Đó. Cán bằng nhựa, thép vân gỗ. Và có kèm cho các bác là một con kéo này. Con kéo này thì có thể cắt gà, cắt cá này, khui bia này, làm vẩy cá này, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ này. Đấy, và một con liếc như này. Đấy, combo cho các bác một cái bộ dao đen 5 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, bỏ anh tờ giấy này. Đấy, combo cho bác luôn. Đấy, combo cho bác như này, xé cái quyển này. Đấy, 130.000 nhá. Đây, em sẽ test, em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy, hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đấy, cái tờ giấy này. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, một cái tờ giấy rất là mủn nhá. Đấy, mà em cũng dọc được bình thường thôi. Đấy, rất bén luôn các bác. Đấy, hàng siêu bén luôn. Các bác thấy chưa? Đó. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Phương hỏi cái này đi. Này. Bộ dao đen này, 130.000 này. Đấy, cái GP7 này hỏi đi. 130.000 thì cái bộ dao đen như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện. Thì đây nó sẽ là một cái bàn chải điện như này. Bao gồm cho các bác là một đầu điện và bốn đầu bàn chải nhá. Một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy, một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy. Đấy, một đầu điện và bốn đầu bàn chải như này. Một con thân máy điện và bốn cái bàn chải nhá. Đấy, bốn cái bàn chải như này. Kèm thêm một cáp sạc. Hả? Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác nhá, về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, nó rung rất là mạnh các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Đấy, rung như này thì là khi các bác đánh răng thì nó giúp vệ sinh răng lợi rất là tốt này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đấy, thì lưu ý các bác là lắp sim vào phải khởi động lại máy, tắt nguồn, bật lại máy mới nhận sim nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại như này, rất chất lượng cho các bác luôn, sáng bóng đẹp này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn LED như này, là các bác bật lên là nó sẽ lên này. Đấy. Còn về nhà thì các bác lắp sim vào cho em. Đây, đấy, bốn khay sim luôn. Lắp sim vào nhá, tắt nguồn đi, bật lên này, bật nguồn tắt lên này. Đấy, các bác tắt đi bật lên cho em hai lần để cho nó nhận sim là ok. Đó. Con này có một con đèn pin rất là sáng luôn, và các bác bật nguồn lên cho em này. Đó. Ở đằng dưới này thì các bác sẽ có kèm cho em là một cái hệ thống đó là một cái đây. Sẽ có cho bác là một cái hệ thống sạc như này, một cái sạc này, một cái ốp này. Đấy. Và lô này thì có tặng kèm cho các bác là một cái vòng như này nhá. Cái tặng kèm này thì em để sẵn trong này rồi, thì nó hàng về theo lô. Có lô thì có lô thì không đâu nhá. Đấy. Và giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000. Đây. Về nhà các bác lắp sim vào cho em là ok thôi, là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, cho một con điện thoại 4 sim như này. Hàng thì cực kỳ là chất lượng. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn và giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Giá sẽ là 450.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên em sẽ đổi mới cho bác trong vòng 10 ngày. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này, điện thoại 4 sim luôn. Giá sẽ là 450k một con, 450.000 các bác nhá. Đấy, rất ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
Cái này gọi là cái gì nhỉ? Nè, cái này gọi là cái gì đấy? Cốc giữ nhiệt à? Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Con này thì nó có cả nắp này, cả nắp và cả ống hút luôn các bác này. Ống hút bằng inox thì sạch sẽ. Các bác dùng không phải lo ống nhựa rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Hàng bằng inox 304. Hàng này của nó thì hàng xuất sang Mỹ các bác này. Đấy, American các bác này, American. Hàng xuất sang Mỹ. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để uống trực tiếp này, uống trực tiếp hoặc là lắp ống hút này, hoặc các bác có thể dùng để đậy cái nắp ống hút này lại này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Thì mình có thể dùng con này, các bác dùng bỏ cái nắp này ra nhá. Đấy. Về nhà các bác bỏ cái nắp này ra cho em này thì mình dùng làm cốc uống bia này, cốc uống bia hoặc là uống nước lọc hoặc là uống các loại nước đều rất là thích. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá sẽ là 70k. Đó. Ly giữ nhiệt này. Dung tích của nó là 600ml nhá, ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho cái ly giữ nhiệt thế nào. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi bạc các bác nhá. Đấy, vòi bạc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cái này vào các cái đầu chậu rửa mặt, chậu rửa bát hoặc là các cái đầu nguồn nước để các bác có thể điều chỉnh này, đảo hướng xoay 360 độ lắc léo cho em nhé, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá, vòi bạc giá sẽ là 80k cho một cái vòi bạc như này. Con này thì rất là tiện, các bác về các bác lắp vào cái nguồn nước cho em rất là tiện luôn. Vòi bạc này. Đấy, giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nha, con này lắp đặt rất là dễ dàng luôn. Các bác xoáy cho em cái đầu vòi này ra này. Đấy. Sau đó thì mình lắp cái vòi này vào thôi. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Xoay 360 độ đảo hướng này. Các bác có thể dùng đánh răng, rửa mặt, gội đầu này, có thể điều chỉnh ra hai đường nước nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái vòi bạc như này. Lên cho em là vòi bạc, giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu tăng đơ A1 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho cái bộ tăng đơ A1 như này. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ cữ như này nhá, một bộ cữ như này các bác này. Đấy, rồi có cả dầu này, rồi chổi vệ sinh này. Đầu có cho các bác là có đầu có cái đầu này để các bác lắp vào trong lắp vào đây để mình cái này nó bị rơi ra đấy. Các bác lắp vào đây để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi. Rồi tăng đơ đầy đủ cho các bác luôn. Đây, tăng đơ bật lên nhá. Đó, tăng đơ. Đây các bác này. Đấy, đây là tăng đơ nhá. Tăng đơ này thì hàng chống ăn da cho nên các bác dùng thoải mái luôn, không sợ bị ăn da nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu. Đây là cái đầu cạo râu này. Đấy, đầu cạo râu nhá. Đấy, đầu cạo râu thì các bác đưa vào mình cạo râu này. Sau đó mình không cạo râu nữa thì mình lại xoáy ra. Xoáy ra, bỏ cái đầu cạo râu này ra cho em. Đấy, và lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này vào này. Đấy, lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào thì mình lại dùng mình tỉa lông mũi. Đó, tỉa lông mũi này. Đó, rất là ok luôn. Thì chọn bộ như này giá sẽ là 160.000, hàng 3 chức năng. Đấy, cạo râu, cắt tóc và tỉa lông mũi luôn các bác nhá. Các bác lên cho em là tung đơ A1 nhá. Đó, tung đơ A1 giá sẽ là 160k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D. Tăng đơ 9D. Đấy, con này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện. Đây, đấy. Con này thì hàng 4 chức năng. Đây là cái đầu để các bác dùng massage này. Tiếp theo nó cũng có cho các bác là đầu cạo râu này. Cạo râu thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba ấy như này. Đấy. Đầu cạo râu là ba bộ lưỡi, ba hệ lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn đây. Ba lưỡi kép như này các bác này. Đấy, đầu cạo râu ba lưỡi kép này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác massage này. Rồi tăng đơ này, rồi tỉa lông mũi nhá, đầy đủ cho bác luôn. Đây, đấy, các bác cứ lắp đầu nào vào thì mình sử dụng đầu đấy nhá, lắp đầu nào sử dụng đầu đấy. Tăng đơ thì các bác lắp tăng đơ mà tỉa lông mũi thì các bác lắp tỉa lông mũi. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần giật ra này là nó sẽ ra này. Sau đó thì mình lại lắp vào này cho em này. Đấy, lắp vào này cho em. Đấy, lắp vào như này nhá. Đây, tăng đơ này. Các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em này. Đấy, cạo lông tay, lông chân này, chấn viêm này, rất là ok luôn các bác thấy không? Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Một cái bộ máy tăng đơ cắt tóc cạo râu 9D như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 95k thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là
Thunder 9D nha, Thunder 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ Thunder 9D như này nha. Thunder này. Đấy, lên xem là Thunder 9D nhá. Đấy. Thunder 9D giá sẽ là 95k. Ném cho cái cọ vịt 95.000 các bác nhá. Đó. Cái cọ vịt này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đầu chuyển cưa như này. Đấy, đầu chuyển cưa như này. Đấy, khi các bác lắp đặt vào thì nó rất là dễ dàng thôi. Đây, đấy, đây. Về nhà các bác lắp vào cái con máy khoan mini, máy cắt máy mài này. Đấy, lắp vào đây cho em này, sau đó thì mình bật máy khoan máy cắt lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đấy, con này của em thì nó đang hết pin rồi. Và các bác lắp cái đầu mũi cưa vào đây cho em, lắp cái đầu mũi cưa vào đây là mình dùng thôi. Đấy, rất là tiện. Khi các bác nhận hàng thì bộ này chỉ có 80.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này, một cái đầu này và một cái tay công như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để cưa sắt hoặc là cưa gỗ hoặc là cưa ống nước. Đấy, cưa gỗ, cưa ống nước là rất là ngon luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt. Nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, tháo lắp thì rất dễ dàng các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn con này thì là 140.000. Đấy, lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này. Các bác chỉ cần lắp vào như này cho em là xong. Sau đó thì các bác dùng để mình cắt tôn miếng, tôn phẳng rồi tôn múi đều ok hết. Ở đây cái hệ thống bánh răng cắt của nó đây. Đấy, cái bộ phụ kiện để lắp đặt này. Đây và cái hình hướng dẫn này các bác này. Hình hướng dẫn đây. Đấy, các bác lắp đặt thì cực kỳ là dễ dàng luôn nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, ai cũng lắp đặt sử dụng được. Giá thì chỉ có 140k thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này các bác nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em một cắt này. Rất ngon luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Đây. Tôn phẳng này. Đó, các bác theo, tiện chưa? Đó. Đấy, cắt rất là ngon. Đó, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lên xem là đầu cắt tôn này, đầu cắt tôn. Còn kia là đầu chuyển cưa, cái này là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn 140k một đầu nhá. 140.000 cho một cái bộ đầu cắt tôn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ bao gồm cho bác là ba cái cút nối luôn và một cái đầu vòi bằng đồng như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây, về nhà các bác kết nối cho đúng như hướng dẫn cho em và nó sẽ ra chia ra làm ba đường nước như này nhá. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh xoáy cái đầu để mình tùy chỉnh các hệ tia nước cho em. Các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây và giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, 50.000. Sẽ bao gồm cho các bác là ba cút nối và một đầu vòi như này các bác nhá. Ba cút nối một đầu vòi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời nhá, đèn năng lượng mặt trời. Đó, thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng ba cánh nhá. Có ốc arc này điều khiển đầy đủ cho bác luôn và có một cái hệ pin như này, hệ pin năng lượng như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là không lên nhá, ban đêm nó phải lên nếu các bác cắm pin nhá. Đó. Và rất là sáng luôn. Đây. Đấy, rất sáng các bác này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, và có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người đi thì nó sẽ tắt. Đó. Thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời, các bác dùng không hề tốn một đồng tiền điện nào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng ba cánh. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Đấy. Đèn năng lượng ba cánh này, đó. Đèn năng lượng này. Năng lượng ba cánh, giá sẽ là 180k cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Con này thì các bác dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, đặc biệt là cọ bệt nhà vệ sinh, nhà tắm rất là ok. Đấy. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán luôn, về nhà các bác chỉ cần dán lên tường cho em là xong. Đây. Các bác lắp cái chân này vào cho em này. Đấy. Là đầu mình là dùng đầu cọ này. Đấy, cho silicone cho nước rửa bát vào đây. Đấy, đầu của nó là đầu cọ silicone mềm.
Đấy, cho nước rửa toilet vào đây, mình kỳ cọ đánh này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình dùng thì mình dán nó lên tường, sau đó thì mình để sập vào này là xong. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi cọ vịt thế này nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt giá sẽ là 55.000. 55.000 cho một cái bộ cọ vịt thế này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh mình dùng thì không phải khoan đục gì, và nó để trên tường thì nó rất là sạch, các bác không cần phải dùng xuống dưới nữa. Đó. Đấy, các bác cho silicone, cho nước rửa vào cho em này, đánh kỳ cọ này, rất là tiện luôn nhá, khe kẽ này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đó. Không dùng nữa thì mình lại để lên, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đây, một cái bộ khay úp cốc như này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 6 cái chân này để các bác úp được 6 cái cốc. Và bên dưới này có một cái đĩa luôn để các bác hứng nước. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 cho cái bộ khay úp cốc như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 6 cái úp, và hàng thì nó sẽ là hàng mạ vàng nhá, mạ vàng 18 carat, cực kỳ bền đẹp, sáng bóng, giữ màu cho các bác luôn, không bị gì sét. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái bộ khay úp cốc như này thôi. Con này rất là tiện này. Đấy, dùng nó rất là sướng, sạch sẽ. Bên dưới này có kèm cho các bác một cái đĩa nữa, một cái đĩa bằng nhựa. Các bác lắp vào cái đít này cho em. Khi nào các bác dùng thì mình lại tháo ra đổ nước hoặc mình rửa đi. Đó, hoặc là mình bỏ cốc ra là mình đổ trực tiếp luôn được, rất là tiện. Lên cho em là khay úp cốc, giá sẽ là 70.000 các bác nhá. 70.000 cho cái khay úp cốc này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng xếp nhá. Võng xếp này. Đấy, con này thì ra hỏi giá này cho anh luôn. Con này thì bên shop về lâu lắm với lại có hàng về cho các bác, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Một cái dòng võng xếp như này, võng xếp cao cấp Sài Gòn nhá. Đó, đây. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng võng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái võng như này. Nguyên cái chiều rộng của cái be này vào khoảng là gần 60 nhá, gần 60. Và chiều dài này. Chiều dài của võng thì ra nghe cho anh tí nào. Chiều dài của võng thì khá là dài và rộng luôn nhá. Đấy, khi mà nó banh hết ra thì nó rất là rộng các bác này. Đấy, đây. Các bác thấy không? Đây. Cái võng này thì nó luôn luôn ở cái chế độ banh như này thì các bác nằm không sợ bị lật này, và rất là tiện, mình chỉ cần ngả lưng xuống là nằm được luôn, không cần phải dùng tay để mở võng nhá. Đây, nó có phần đai như này. Tổng chiều dài thì từ đầu nọ đến đầu kia tính từ cái phần mỏ quặc này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, tầm 2 mét rưỡi. Nguyên thân võng này thì nó cũng đã vào tầm là khoảng là 2 mét rồi. Đấy. Nguyên thân võng này thì nó vào tầm khoảng 2 mét rồi đây các bác này. Đấy, nguyên thân võng nó khoảng 2 mét nhá. Và cái lưới này của nó là lưới dù quân đội nhá, lưới dù quân đội, và nó sẽ là dòng hai lớp. Cho nên các bác dùng thì cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Đấy, các cái phần đai quặc như này thì nó bằng thép hết nhá, bằng thép đúc liền hết này. Và riêng cái phần này thì nó là một cái thanh thép lớn. Đấy, một thanh thép lớn để nó giữ cho cái võng nó luôn được banh ra. Đó. Nếu như các bác mà mua ở cái những cái người mà người ta bán rong ở dọc đường ấy, họ sẽ bán cho cái võng này các bác tầm khoảng 200 đến 250 nhá. 200 đến 250. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác lên cho em là võng xếp nhá. Đấy. Võng xếp, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái võng xếp như này. Cầm anh cái võng dù luôn. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp nhá. Giá sẽ là 120.000 một chiếc thôi. Đó, 120.000 cho cái võng xếp như này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã võng để các bác mang đi đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Hoặc là các bác dùng để mình ngả lưng buổi trưa ở dọc đường. Các bác có thể bỏ vào cốp xe máy, xe ô tô. Hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng được. Nó rất là tiện. Mang ra ngoài vườn mình trăng lên cây. Đấy, trăng lên cây mình nằm. Thì con này nó rất là tiện. Sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này. Đấy, và một con võng như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai, có sẵn dây đeo như này luôn, có sẵn dây đeo luôn. Chiều rộng của võng thì nó cũng vào khoảng là 80, và chiều dài thì khoảng trên 2 mét, và có dây dù sẵn như này, có dây dù sẵn như này, và các bác có thể gấp gọn được. Đấy. Dặn võng này thì các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, cái dàn hàng này thì hàng của Nhật, nó sản xuất cho chuyên cho quân đội. Đấy, sản xuất chuyên cho quân đội nhá. Thì con này nó rất là tiện ích. Vải của nó là vải dù dệt vải dù, và nó là dệt 5D thoáng khí nhá. Đấy, vải dù dệt 5D thoáng khí như này. Thì một con võng dù như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 90.000 nhá. Các bác lên cho em là võng dù này. Đấy. Lên mã giúp cho em là võng dù nhá. Đó. Võng dù.
giá của nó sẽ là 90k cho một cái võng dùi này thôi, giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mũ chống nắng nhá, mũ chống nắng thì đây em về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này, màu đen này, màu xanh quân đội này, màu be này và màu màu này là màu gì? Màu xám nhá. Đấy, sẽ có cho bác là màu đen, màu xanh quân đội, màu be và màu xám nhá. Đấy, có 4 màu cho bác luôn. Màu này sẽ là màu xám này. Đấy, tiếp theo là màu be này, màu be hay còn gọi là màu trắng cũng được nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một màu đen và một màu xanh quân đội đây. Em sẽ độ thử cho các bác xem. Đó, đây em sẽ độ thử cho các bác xem luôn. Dòng này thì chuyên để chống nắng và đó. Đây. Thì các bác chỉ cần là độ vào cho em như này. Đấy, độ vào cho em như này. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái phần là cái phần che ở đằng trước đây. Che đằng trước thì các bác chỉ cần là bấm cái cúc này vào cho em này, bấm cái cúc này vào. Đó, bấm cúc này vào. Sau đó thì mình đội lên như này cho em này. Đó. Đây. Đấy, các bác chỉ cần bấm cái cúc này vào này. Đấy, sau đó mình đội lên thì đây nó sẽ có cái phần nó sẽ che cho các bác này. Đấy, che cho các bác như này, vừa là kín mặt, vừa là kín cổ này. Và đằng sau này nó sẽ trùm hết kín như này luôn. Đó. Thì khi các bác đội như này là cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy. Che kín như này thì vừa là chống nắng này, nắng nóng rồi mưa rồi bụi bẩn là che được hết, chỉ lộ mặt ra như này thôi, lộ mắt ra như này thôi. Đó, thì một con mũ như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng này, đấy. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá, giá của nó sẽ là 70k. Đó, 70.000 cho một con mũ chống nắng như này. Đây. Thì đây nó sẽ có cho các bác là màu xanh này, màu xanh quân đội này, màu màu xanh quân đội này, màu xanh than này, màu đen và màu màu be. Đấy, màu xám, rồi lắm màu thế mà. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Còn bác nào mà chọn màu thì nhớ nhắc, còn bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, tại vì nó quá nhiều màu này, 1 2 3 4 5, nó có 5 màu. Màu xanh than này, màu xám này, màu đen này, màu xanh quân đội và màu be. Đấy, nó có 4 5 màu tất cả các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ thuốc trị long biên hắc lào nhá. Long biên hắc lào giá thì sẽ là 25.000 cho một lọ long biên hắc lào như này. Đấy, cái này thì bôi vào rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị long biên hắc lào rồi các cái bệnh nấm ngứa tay chân thì bôi cái này cho em. Đó, đặc biệt là long biên hắc lào bôi thì rất là tốt luôn. 25.000 cho một típ như này các bác này, 25.000 cho một típ long biên hắc lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ống hút hút dung dịch nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này, 30.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một dây dài khoảng 80 cm, một cái đai như này và một cái đầu ống hút này nhá. Đấy, thì các bác cứ cho vào là mình bóp là hút thôi, rất là tiện. Hút rượu, bia rồi nước ngọt rồi nói chung là đa di năng các loại đều hút được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một cái hút dung dịch như này các bác nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp mà miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì con này chuyên dùng để các bác dán vào các cái phần như là cổ này, vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, đặc biệt là dán vào cổ thì rất là tốt luôn. Bác nào hay bị đau lưng, mỏi gối, mỏi cổ thì dùng cái này cho em. Một hộp này của nó là 12 miếng nhá, 12 miếng. Giá thì sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy. Giấy ướt lau dầu mỡ này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái bịch giấy ướt như này. Thì dùng nó rất là tiện. Ở đây nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn. Đấy, sẵn xà bông như này rồi. Sẵn xà bông và các chất tẩy rửa các bác chỉ cần đưa ra. Mình tẩy rửa lau chùi đi cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là cái giấy ướt lau bếp này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, giấy ướt này. Giấy ướt này. Lau dầu mỡ nhá. Lau dầu mỡ. Lau dầu mỡ. Giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này nhá. 25.000 trên bịch như này. Một bịch này của nó sẽ là 80 chiếc này. Này, 80 cái này. Thì rất là nhiều để cho các bác sử dụng dần luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là lót giày quế nhá. Các bác lên cho em là lót giày quế này. Đấy. Cái này thì bên shop bán cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có 10k cho một cái lót giày quế như này thôi. Bác nào chuyên bị hôi chân này, đấy, hôi chân rồi chân bị dạng như là
bị hôi kinh niên này, hoặc là các cái hiện tượng như là da mồ hôi chân này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là chống hôi chân, chống bị vi khuẩn xâm nhập rồi rất là tốt luôn. Nó có sẵn các cái phần quế ở đây nhá, sẵn các cái phần quế họ trần và họ tẩm sẵn vào đây rồi. Đấy, mùi thì rất là thơm, mùi thơm mùi quế dễ chịu, và giá sẽ là 10k nhá. Nên mã giúp cho em đó là lót giày nhá, lót giày này. Đấy, lót giày giá sẽ là 10k cho một cái lót giày như này, 10.000 trong cái lót giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con tô vít bao gồm cho các bác là 8 đầu như này. Đấy, 8 đầu nhá. Có cho các bác là đầu 4 đầu múi, 4 đầu múi như này, và 4 đầu dẹt luôn, 4 đầu múi, 4 đầu dẹt. Tha hồ thoải mái cho các bác lựa chọn. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80.000 cho một con tô vít như này, dùng nó rất là tiện, các bác không cần phải lấy nhiều ra nữa. Đấy, có cả con to, có cả con nhỏ nhá. Đây. Đấy, đầu to đầu nhỏ có cả cho bác luôn. Cứ thế là dùng thôi, rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là tô vít vạn năng, giá thì sẽ là 80k cho một em tô vít vạn năng như này nhá. 80k. Đó, 80k cho em tô vít vạn năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ đây. Đấy, một cái lư, một cái lư bằng đồng như này các bác này, một lư bằng đồng như này các bác này. Đấy, đây, đây nó sẽ là một cái lư bằng đồng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, một cái lư đồng như này. Con này thì chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là đây. Đấy, một cái lư bằng đồng như này về để các bác xông hương này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Nắp của nó đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm lót như này. Đấy, các bác lót vào đây cho em này. Đấy, lót vào đây, đặt nhang vào đây mình xông này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá. Đấy, các bác về các bác cho nhang trầm này rồi cho các cái loại nhang của mình vào đây. Đấy, để mình đốt thì nó rất là tiện và mình xông hương rất là thơm luôn. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 7-8 cm và chiều cao thì vào khoảng là 5 cm nhá. Đấy, chất liệu bằng đồng tự nhiên. Và nó có kèm cho các bác một cái đầu hình như một cái đầu nắp như này các bác này. Đấy. Đây, cái này thì em không biết để làm gì nhưng mà nó có tặng kèm một cái này. Tặng kèm một cái này. Đấy. Thì cái này thì chắc là cái này để các bác để cái nhang vào đây. Đây, để vào trong này, sau đó các bác để cái nhang vào đây. Đấy, nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp chị thì bên shop về cho các bác cái móc gỗ treo quần áo nhá. Đấy, móc gỗ treo quần áo như này. Có lên xem là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k. Thì đây nó sẽ là một con móc và nó có cho các bác là 8 cái 8 cái đầu như này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái đầu như này, và các bác có kèm một cái quai như này, các bác xoáy vào đây cho em, xoáy vào cái này cho em. Sau đó thì mình treo lên tường này, hoặc treo vào tủ quần áo này, mình để mình treo ví dụ như là các cái quần áo nhỏ này, hoặc là treo phơi đồ rất là tiện. Đấy, thì combo cho các bác là một bộ như này. Lên mã giúp cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Giá thì sẽ là 40k nhá. Móc gỗ này, đó. Móc gỗ, giá sẽ là 40k cho một cái bộ móc gỗ như này nhá. 40.000 cho một cái bộ móc gỗ như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá, thắt lưng cá sấu hộp. Giá sẽ là 150.000 cho cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một bộ thắt lưng và hai cái mặt nhá. Một dây thắt lưng hai mặt, một dây thắt lưng có hai mặt cho các bác luôn, đẹp chưa? Đấy, 150.000 bộ này thôi các bác này. Một dây thắt lưng hai mặt siêu đẹp luôn, một mặt là cá sấu nằm giữa. Đấy, và một mặt là cá sấu nằm lệch hai bên như này, lệch bên như này. Đấy, mặt của nó thì mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, rất đẹp các bạn. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có 150.000 cho một cái bộ thắt lưng như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác hai mặt, các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Lẫy của nó cực kỳ là ngon luôn và chất da thì siêu mềm luôn. Chất da của nó rất là mềm các bác nhá. Đấy, dùng thì rất là thích. Combo cho các bác luôn, một thắt lưng và hai mặt như này, một thắt lưng và hai mặt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Đấy. Còn ngoài ra thì bên shop có bán cái loại thắt lưng rời, một thắt lưng một mặt thì giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Một thắt lưng một mặt là 80.000. Còn cái loại hộp này sẽ là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cầm cho cái con dao giá này này. Combo nhá. Combo cho các bác sẽ là ba con dao nhá. Thì con dao chặt này thì sẽ là 180.000 các bác này. Đấy. 180.000 cho cái mã dao chặt như này. Đấy. Con chặt này là 180.000 này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Con chặt này sẽ là 180.000, nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là chặt gỗ này, đó. Chặt gỗ, giá sẽ là 180k nhá, 180.000 con dao chặt gỗ như này. Đấy, tiếp theo thì con này sẽ là con thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ sẽ là 80.000. Thái gỗ 80k cho một em thái gỗ này nhá, 80.000.
Đấy, con này thì nó sẽ là dao chuyên để thái các bạn, chuyên để thái. Chiều dài khoảng 30 cm và dao rất là bén luôn. Lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, hàng liền thân như này. Ốp gỗ cực đẹp luôn. Đó, thái gỗ 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con dao đó là dao gọt gỗ nhá, cũng như vậy luôn. Đó, hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết. Con gọt gỗ này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có cho các bác là 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, tính ra là hai con này đã là 260 rồi bao ship mà còn được tặng kèm không một con 40.000 như này. Đấy, tiền ship mất 30.000 rồi. Đấy, tính như vậy là còn có 230 thôi. Đấy, trừ đi 30.000 ship là còn có 230.000 cho một cái bộ dao như này các bác này. Đấy, giá rất rẻ luôn cho các bác luôn. Ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đũa nhá, bộ gắp bát đĩa. Đấy, vừa gắp bát vừa gắp đĩa được luôn. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 50.000. Đây các bác này. Thật sự, tôi không có ý định gây chuyện, nhưng mỗi khi nhìn mẹ chồng mang đĩa như vậy, tôi lại mất hết sự ngon miệng. Lấy đĩa trực tiếp không chỉ dễ bị bỏng tay, mà quan trọng hơn là không hợp vệ sinh. Sát dụng cụ gắp đồ nóng này thật sự rất tiện lợi. Bên trong nó là chất liệu silicone không trơn trượt. Đối với đĩa nóng, chỉ cần dùng kẹp đĩa này, kẹp chắc chắn và không gây bỏng tay. Bạn có thể dùng nó cho mọi loại đĩa trong nhà. Hãy nhanh chóng nhấn vào link sản phẩm phía dưới và đặt hàng ngay. Với số tiền bỏ ra không quá đắt, bạn đã có ngay 3 món đồ này. Thật tuyệt phải không? Đấy, rất ok nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời này. Đấy, nó sẽ đựng trong một cái hộp rất đẹp luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là khi bác nhận được hàng, hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này nhá. Đấy, trong hộp này có kèm cho các bác một khăn lau luôn. Đó, đấy là thứ nhất này. Thứ hai sẽ kèm cho các bác là một cái khay bằng gỗ, một cái khay bằng tre và một cái khay đựng nước như này luôn, một cái khay đen đựng nước là vào cái mặt tre bên trên này. Một cái gắp như này và một cái hũ đựng chè này. Hũ này đựng được khoảng 5 ấm chè đối với cái chuyên này nhá. Đấy. Chuyên này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên mini trong lòng bàn tay này các bác này. Các bác trông cái lòng bàn tay em úp vào này. Đấy, không có bác nhận được hàng các bác lại bảo là chê bé này. Đấy, trong lòng bàn tay này nhá. Đất nung của Nhật nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 6 chén một chuyên, một hũ đựng chè. Đấy, 6 chén một chuyên hũ đựng chè nhá. Đấy đây, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, ấm mặt trời đó, ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho một cái bộ ấm mặt trời như này, giá siêu hợp lý luôn. Các bác trẻ đi đâu mà mua được một cái bộ chuyên chén như này, giá 140.000 các bạn. Đấy, 6 chén một chuyên, một khay, một giá đỡ, một hũ đựng chè, một cái gắp vệ sinh như này và một cái khăn lau, rất nhiều món luôn, rất nhiều món. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Đó, 140.000 giá siêu tốt cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy thì hôm nay em lại cập nhật các mã hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, đây. American USA, đó hàng của Mỹ nhá. Đấy. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. American USA, nó sẽ có đây, nó có in logo của câu lạc bộ Liverpool các bạn này. Đấy, Liverpool. Đó. 1892 nhá, 1892. Hàng khá lâu đời rồi, bật lửa Zippo như này. Hàng khi các bác nhận hàng còn nguyên nguyên đai nguyên kiện này các bạn này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này. Còn nguyên cả niêm phong luôn này các bạn này. Đấy, nguyên niêm phong luôn này. Em mở cho các bác xem này. Đấy, nguyên đai niêm phong như này các bác nhá. Đó. Và nó sẽ là một cái dòng bật lửa Zippo các bạn này. Đấy. Có sẵn đá là về nhà các bác chỉ cần châm dầu vào đây cho em xong này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Nghe cái tiếng nó kêu rất là thích luôn các bạn. Đấy. Đúng chất bật lửa Zippo luôn. Nghe tiếng tách tách thôi này. Đấy. Zippo xịn các bạn nhá. Đó, Zippo xịn luôn. Hàng của Mỹ này. Đây. Đấy, về nhà các bác cho xăng thơm hoặc là cho dầu vào các bác sử dụng nhá. Đây. American USA này, United of American USA nhá. Hàng của Mỹ này, bật lửa Zippo của Mỹ nhá. Đó, đây. Rất ngon luôn, đá đánh cực nhạy luôn. Bật phát nào ăn phát đấy các bác này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. Đấy, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. Đó. Bật lửa Zippo này, đó. Lên cho em là bật lửa Zippo nhá. Đó. Bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Có màu vàng và màu bạc nhé, có màu vàng màu bạc như này. Mai kia thì em về có cái hình cả hình con rồng nữa. Đấy,
Còn đây thì nó sẽ mới có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này thôi. Đấy thì các bác lên thì em là Zippo vàng hoặc là Zippo bạc nhá. Zippo vàng hoặc Zippo bạc. Giá thì đều là 95k một con nhá, 95.000 một con. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá, cái ghế hơi. Đó, đây, nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bơm lên thì nó sẽ là một cái to và một cái nhỏ như này, một cái to và một cái nhỏ như này. Đó. Chất liệu của nó thì mặt trên này là bằng nỉ này, mặt dưới của nó là bằng da lộn nhá, bằng da lộn. Đó. Kích thước thì con to là cao 94. Đấy, cao là 94, rộng 1m22 và 102 các bác này. Đấy, còn con này là 2855. Đó. Thì các bác lên cho em là ghế hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ghế hơi này. Ghế hơi. Giá sẽ là 350k nhá, 350.000 cho một chiếc ghế hơi như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cho các bác cả cái máy bơm này luôn. Đấy, có bán kèm cả máy bơm nhá. Đấy. Máy bơm thì các bác lên cho em là máy bơm lên cho em là máy bơm nhá, máy bơm hơi. Đó, máy bơm hơi. Thì con này giá sẽ là 80k cho cái máy bơm hơi như này nhá, 80.000. Đó. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 là mình bơm cho em. Đây. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác các cái đầu như này thì các bác vừa cái nào thì các bác đút cái đấy cho em nhé. Đây, đấy các bác đút về đây cho em này. Đấy là mình bơm thôi. Đó, nó rất tiện ích nhá. Đây. Con này thì con ghế hơi này thì cái máy bơm này là điện 220V. Đấy, 50W nhá, 50W bơm rất là tiện luôn. Đó, bơm rất là tiện. Thì đây, các bác về chỉ cần cắm và bật công tắc lên là mình bơm thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Giá thì sẽ là 80k cho một cái máy bơm hơi như này. Máy bơm hơi 80.000. Đó, thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác bơm lên thì nó sẽ là như này các bác này. Đấy, nó sẽ như này cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một con bé này. Một con bé và một con to. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Một con bé và một con to như này. Thì nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu bơm. Con này dùng rất là ngon luôn, người lớn trẻ em dùng được hết các bác này. Đấy. Nằm nó rất là rộng rãi thoải mái luôn. Các bác có thể nằm để nghe nhạc này, lướt TikTok này hoặc là sử dụng đa di năng được luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đây con này, đó. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đó, các bác theo. Đó, bơm lên là xong. Đây. Đấy, dùng rất là ngon nhá. Nó sẽ có một con to, một con nhỏ. Đấy, bơm lên sau đó các bác đậy nắp vào. Mình dùng thì trong vòng một tháng thì nếu mà nó bị hết hơi đi thì các nó bị non đi thì các bác lại lắp máy bơm và các bác bơm đẩy lên cho em. Đó, tại vì trong khi dùng thì cái hơi này nó sẽ bị hao hụt nhá. Thì các bác lại bơm tiếp lên cho em là xong. Đó. Ghế hơi là 350 nhá. Ghế hơi 350, còn cái máy bơm này thì sẽ là 80.000 nhá. Máy bơm hơi 80.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh các bác này. Đấy, đây. Các bác chỉ cần là ấn này là nó sập đẩy thôi các bác này. Đấy, và khi các bác này. Đấy, con chuột chạy qua là sẽ sập đẩy luôn các bác nhá. Đấy, sẽ sập đẩy luôn. Nó rất là tiện ích luôn. Đấy, con này nó đang bị kẹt các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đây, con chuột chạy qua cái là sập đẩy luôn, rất là tiện đấy các bác thấy chưa? Đó, rất tiện luôn nhá. Cái này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 nhá. Đấy, sập cực kỳ là mạnh luôn các bác. À, con này dùng rất là an toàn nhá. Khi các bác dùng thì không sợ bị kẹt vào tay hoặc là thế này thế nọ nhá. Đấy. Và khi đặt thì các bác cứ đặt cho em là 2-3 cái một chỗ luôn thì là nó chạy là nó sẽ không vào cái nọ là vào cái kia. Đấy, đập rất là mạnh luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác mấy cái con bẫy chuột như này, giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Đấy. Có lên cho em là bẫy chuột nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái bẫy chuột như này, 15.000. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. 15.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt của Đức. Con này thì nó vào khoảng là 4 5 lạng. Đấy. Hàng thì siêu bén luôn, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Vào khoảng 4 5 lạng đây, hàng made in Germany này. Hàng thì nó sẽ là hàng liền thân luôn nhá. Hàng liền thân luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng nó rất là tiện. Liền thân như này thì dùng nó rất là tiện rồi và dao thì cũng rất là bén luôn. Đấy, khoảng 4 đến 5 lạng nhá, khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Chiều dài khoảng 30 cm và bản của nó vào khoảng là bản của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 10 cm các bác. Đấy, các bác dùng để thái băm chặt rất là ok. Chặt gà, chặt cá rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức. Giá sẽ là 150.000. Đó, dao chặt Đức này. Dao chặt Đức giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con dao chặt Đức như này, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Nhật các bác này, kem đánh răng của Nhật đây. Đấy thì giá sẽ là 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này. 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này các bác nhá. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật. Hàng này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nó sẽ là nguyên tem nhá, nguyên tem như này. Đấy, khi vận chuyển có thể nó bị sọc sạch hoặc mất cái tem này thì các bác thông cảm tại vì đóng gói vận chuyển mà. Còn cái này thì nó sẽ không có niêm phong nhá, nó sẽ không có niêm phong đâu. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng tinh chất gạo, tinh chất gạo. Con này thì chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng.
Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật rất là thơm luôn. Đó, kem đánh răng Nhật rất thơm luôn. 60k nha, 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Rất thơm cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá, thìa của Đức đây. Đấy, hàng thìa Willing của Đức cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng này khá là dày dẫn chắc chắn nhá, siêu dày cho các bác luôn. Đây. Đấy, Willing hai người rất dày dẫn, hàng inox 304. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mình dùng để ăn cơm, ăn cháo, ăn bún ăn phở đều ok hết nhá. Đấy. Cho trẻ em cũng rất ok luôn. Thì một vỉ như này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên cho em là thìa Đức nhá. Đấy. Thìa Đức này. Giá sẽ là 60k cho một vỉ thìa Đức như này, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 cái, 5 cái thìa Đức 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hộp kim chỉ này. Đấy, thì một cái bộ kim chỉ như này giá chỉ có 25.000 thôi. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ combo như này mà giá 25.000 nhá, bao gồm cho các bác là thước đo này, rồi đầu xỏ kim này. Đây, đấy, cái này là cái đầu xỏ kim các bác này, đầu để xỏ kim này, rồi kim băng, rồi thước đo, rồi đê này. Và cái combo chỉ này bao gồm cho các bác là một bộ kim này, một bộ kim như này, một bộ kim bao gồm là 10 quận và một vỉ kim như này, một bộ chỉ và một vỉ kim như này các bác này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Giá chỉ có 25k thôi, 25.000 cho một cái bộ kim chỉ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ nhá. Hộp kim chỉ. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Thì con này nó sẽ khá là tiện ích để cho các bác mình sử dụng để mình vá víu, tại vì ưu điểm của nó là rất là nhiều màu chỉ khác nhau luôn, có tới 10 quận với 10 màu khác nhau, thì các bác có thể mua về để mình sử dụng, nó rất là đa tính năng. Bây giờ nếu các bác đi mua mà đủ được cái loại chỉ như này cũng rất là hiếm luôn, và nó sẽ là tốn rất là nhiều. Lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá, kim chỉ giá sẽ là 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ dao sói các này, bộ dao sói. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 món và giá thì cực tốt cho các bác luôn. Đây, đấy, bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy, 6 món như này, bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo và một nạo. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đây, em sẽ test dọc giấy cho các bác xem nhá. Con này thì dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác. Đấy, đây. Con này con nào cũng sắc luôn, con này. Đấy. Sắc như nước luôn các bác thấy không? Đó. Rất là sắc nhá. Đây, Japan này, hàng của Nhật này. Hàng này nó sẽ là phân khúc hàng tầm trung nhá, giá hợp lý cho các bác luôn. Đó, vào theo. Đây. Đấy, rất sắc luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này các này. Đấy. 4 con dao. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là, cứ bỏ ngoài đi, em kiểm tra thôi, em chuyển khoản cho. 4 con dao này, một kéo và một cái nạo. 4 dao, một kéo, một nạo như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Các bác lên cho em là lư đồng này, giá sẽ là 170.000, 170.000 cái lư đồng như này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái lư như này các bác này. Một cái lư. Cái gì đây? Tao để tí anh kiểm tra. Cái lư đồng này nhá. Đấy, một cái lư đồng như này các bác này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hoa văn hình hoa sen này rất là đẹp các bác này. Đấy. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân để các bác để nhang lên các bác đốt này, chân để nhang lên các bác đốt. Đó, rất là đẹp luôn. Chất liệu thì bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng. À, đường kính vào khoảng là 8 đến 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đường kính khoảng 8 10 cm, chiều cao 5 cm. Đấy, chất liệu bằng đồng. Đấy, chất liệu bằng đồng như này. Giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em là đây, cái nắp này của nó làm cái hình búp sen rất là đẹp này, chất liệu bằng đồng tự nhiên này, đồng vàng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, cái này là cái để các bác để cái nhang lên đây. Đó. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư đồng nhá. Lư đồng, giá sẽ là 170.000 cái lư đồng như này các bác này. Đấy, 170k. Lên cho em là lư đồng 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc điện thoại đây. Đấy, nó sẽ là một cái sạc béo như này. Và ở cái đầu này nó sẽ là ra ba chân và có đèn báo nhá. Đấy, nó sẽ là 1 2 3 chân như này và có đèn báo luôn. Ra ba chân có đèn báo, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Cái này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho một cái dây sạc béo như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, những cái đầu này của nó đều có đèn báo hết và chống đứt cho các bác rất là tốt luôn, chống đứt, dẫn điện nhanh, dây to các bác nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh của iPhone. Đây, bao gồm là một củ sạc và một dây như này, công suất là 20W này. Sạc nhanh của iPhone. Đây. Đấy, iPhone này các bác này. Đây. Sạc nhanh của iPhone. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu. Đây, nó sẽ là một cái chảo như này các bác này. Con này các bác dùng để mình chiên ngập dầu rất là ok, nó còn kèm cho các bác là một cái ấy như này luôn. Kèm cho các bác là một cái giá đỡ như này. Đấy, tráng đá chống dính và chiên ngập dầu rất là tốt các bác, chiên nem, chiên gà, chiên tôm cho vào đây cho em, rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, đường kính 20 cm nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Giá sẽ là 100.000. 100.000 nó có chảo chiên ngập dầu hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính là 20 cm. Đó, chảo chiên ngập dầu. Giá sẽ là 100k nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thanh chắn cửa này. Đã bắt đầu đến mùa đông rồi, à đến mùa hè rồi. Thì các bác dùng điều hòa này vừa chắn điều hòa cho khỏi mất gió lạnh này, hoặc là côn trùng kiến gián các bác chỉ cần là đẩy vào cái khe cửa cho em. Đây. Ví dụ đây là cái cửa này, các bác chỉ cần đẩy bên này cho em là xong này. Đấy, đẩy này thì nó sẽ chắn cho cái cửa của các bác rất là tiện ích luôn. Đấy. Cửa ra vào nó chắn rất là tốt nhá. Giá thì chỉ có 30.000 cho một cái thanh chắn cửa như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là thanh chắn cửa chiều dài khoảng 90 cm nhá. Đấy, các bác chỉ cần xiên vào cái khe cửa là xong. Thanh chắn cửa giá sẽ là 30k. Đấy, mưa gió bụi bẩn kiến gián côn trùng đều ok hết nhá. Kiến gián côn trùng và mất gió điều hòa nữa. Đấy, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác không cần phải cho rẻ cho ấy gì nữa. Đây. Đấy, silicone mềm nhá. Rất là tiện luôn, bên dưới lót vải này. Chỉ cần đẩy vào là xong. Nhà. Đấy, các bác đưa vào côn trùng kiến gián ruồi muỗi, chuột, bọ rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp em là thanh chắn cửa rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lư đồng nhá. Đấy, lư đồng thì bên em sẽ có hai mẫu. Một là lư đồng trơn và hai là cái mẫu lư đồng mà nó sẽ có một là mẫu trơn. Đấy, một là mẫu trơn và hai là cái mẫu sẽ có sẵn cho các bác là hình con rồng như này các bác này, hình con rồng như này. Đó thì có hai mẫu như này nhá. Đấy, có hai mẫu như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và một mẫu trơn và một mẫu là có sẵn hình con rồng luôn. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em là lư đồng, em sẽ có hai mẫu để gửi tới các bác. Đấy. Mẫu này sẽ là cái mẫu lư trơn này. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000 nhá. Đấy, 170.000 thì cái mẫu lư trơn như này. Đấy, đây là cái phần này để các bác đặt cái nhang vào đây. Đó. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm nhá. Mẫu này là mẫu lư trơn này. Đấy, các bác lên cho em là lư đồng trơn, con này là 170.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là lư đồng hình con rồng nhá, hình con rồng đây. Đấy, hai bên là hai con rồng như này. Cái mẫu lư đồng hình con rồng như này thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái mẫu lư đồng hình con rồng như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, có hai mẫu như này nhá. Đấy. Thì một mẫu sẽ là lư trơn và một mẫu sẽ là lư hình con rồng. Lư hình con rồng như này. Đấy, đây là sẽ là mẫu lư hình con rồng này. Hai mẫu này thì nó cũng tương đương nhau. Một mẫu thì nó sẽ thiên về hoa văn, còn một mẫu là trơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái mẫu lư đồng hình con rồng này, lư hình rồng nhá. Đấy các bác lên cho em là lư hình con rồng thì giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu lư hình con rồng như này. Con này thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 6-7 cm. Còn chiều cao của nó thì cũng vào khoảng 6-7 cm luôn. Đấy, nó sẽ như này các bác nhá. Sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay. Thì các bác ướm cái lòng bàn tay của em để mình tính cái thông số nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên mã cho em nó sẽ là lư hình rồng nhá, lư hình rồng này, lư hình rồng. Đấy, lư hình rồng giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái lư hình rồng như này nhá. Đấy, 100k cho cái lư hình rồng như này. Đấy. Còn lại là tiếp theo thì bên shop có cái mẫu là lư trơn nhá. Đấy, lư đồng trơn. Lư đồng trơn thì con này sẽ là 170.000. Các bác lên cho em là lư đồng trơn này. Đấy. Lư đồng trơn. Đấy. Lư đồng trơn này. Đấy, lư đồng trơn. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000. 170k cho cái mẫu lư đồng trơn như này. 170.000. Có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ là lư hình rồng nhá. Lư hình rồng thì sẽ là 100. Còn cái mẫu lư trơn như này thì sẽ là 170.000. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Eto của Nhật này. Eto của Nhật đây. Đấy, hàng tem nhôm đàng hoàng. Mẫu Eto đồng của Nhật như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thì cái mẫu Eto như này nhá. Độ mở của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật. Đấy, nó sẽ là bằng thép nhá. Bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Asahi. Con này thì sẽ là 180.000 cho cái mẫu Eto như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhé. Ô Nhật tự động đây. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là dòng tự động. Và chiều ngang của nó thì nó vào khoảng 1 mét nhé. Đây. Đấy các bác này. Đấy.
Khi các bác mở ra thì nó sẽ tự động như này và đóng vào nó cũng tự động rồi. Đấy, thì các bác chỉ cần là đẩy vào như này thì ăn, sau đó thì mình quận lại là xong. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đó. Mở lên thì mở như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng gọi là vải, vải này của nó sẽ là vải vải tráng ni lông nhá. Đấy, cho nên là thuộc dạng là nước đổ đầu vịt. Thì khi chảy vào thì nó sẽ khô ngay. Các bác chỉ cần rũ qua này là khô luôn. Đấy. Thì một con ô nhặt tự động như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một con ô nhặt tự động như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô ngoài chợ người ta cũng phải bán cho bác 100 đến 150.000 rồi. Thế mà đây một cái con ô dù nhặt tự động như này giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô dù nhặt nhá. Ô dù nhặt này, ô dù nhặt. Giá sẽ là 80k cho cái ô dù nhặt tự động như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, con này là 135.000. Có điều chỉnh chế độ là to nhỏ này. Đấy. Và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây cho em này. Đấy, tháo cái nắp trắng này ra. Đấy, tháo nắp trắng này ra cho nước vào đây. Sau đó thì mình cho vào cho em. Đó, cho vào sau đó thì mình bóp đây là hơi nước nó sẽ ra đằng sau này. Mâm gang của nó khá là dày luôn. Độ nóng cao nhá và có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Và có thể gấp gọn được này. Dây của nó thì dây vải dù như này. 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini như này nhá. 135.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bàn là đứng nhá. Bàn là đứng thì các bác cũng cho nước vào đây cho em này. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì các bác bắt đầu mình là. Và con này là đứng thì các bác ưu điểm của nó là nó sẽ không bị cháy nhá. Không bị cháy này. Hàng của Sonaki này. Công suất của nó là 1500W và sử dụng điện 220V. Đấy, 1500W điện 220V nhá. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá. Khi các bác sử dụng thì nó không bị cháy. Đấy, tại vì là hơi nước nó sẽ phun ra đây và nó sẽ là làm phẳng bằng hơi nước nhá. Đấy, làm phẳng bằng hơi nước. Đây các bác bóp đây là hơi nước nó sẽ ra này, rất là tiện luôn. Bàn là Socani nhá. Nên cho em là bàn là đứng bao nhiêu nhỉ? Bàn là đứng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác là 300. Các bác lên cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000 cho một em bàn là đứng như này nhá. 370k một chiếc. Đấy, con này thì rất là tiện luôn để cho các bác có thể sử dụng khi mà mình mang đi du lịch hoặc sử dụng ở nhà rất là ok nhá. Ưu điểm của con này là chống cháy nhá, chống cháy cho nên các bác dùng nó rất là an toàn và rất là thích luôn. Bàn là đứng 370.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Đấy, đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Đấy, con này thì hàng của Nga các nhá, hàng của Nga. Hàng thì về số lượng có hạn nên là các bác mua thì nhanh, bắt đầu sang hè đến nơi rồi. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, cái phần quai này của nó thì có chống mất quai nhá, chống mất nắp này. Đấy, nó liền như này luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng da như này, bằng da như này để các bác sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Có quai đeo như này, hàng CCCP của Nga. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Bình tông 2 lít. Bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái bình tông 2 lít như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái này nó gọi là Ego à, cái gì? Bango nhá, Bango. Giá là 20.000 cho một hộp Bango như này. Số lượng của nó là 100 chiếc nhá. Giá rẻ chưa các bác ơi? Đấy, không có đâu rẻ bằng luôn. 20.000 cho 100 chiếc. Nếu các bác ra hiệu thuốc mà mua một vỉ này nó sẽ bán cho các bác là 5 đến 10.000 một vỉ này rồi. Thế mà đây 100 cái như này to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ đây. Đấy, các cái kích thước của nó này. Đấy, thì nói chung là cái chuyện mà bị trượt da tay, đứt chân thì nó thường xuyên xảy ra. Mà các bác cứ đi lấy rẻ, lấy riếc dùng nó rất là mất vệ sinh, không an toàn. Đấy, thì các bác cứ dùng cái băng gâu này cho em. Hàng vệ sinh an toàn của Nhật luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một bịch như này, 100 cái luôn. 20.000 cho một bịch 100 cái luôn. Tính ra vào 200 con hay bao nhiêu đấy các bác nhé. Các bác có thể chia ra. Đó, băng gâu nhá. Tiếp theo thì đây cái băng gâu này thì cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy. Cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, các bác bóc ra cho em này. Bóc ra sau đó thì mình chỗ nào bị chảy máu này các bác dán trực tiếp lên cho em. Đấy, dán trực tiếp lên cho em. Đây, bóc ra này. Sau đó thì mình lột cái lớp mớt dán này ra này. Đấy, sau đó các bác dán vào cái chỗ mình bị ấy này. Đấy. Độ bám của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, bám dính rất là tốt, kể cả các bác có rửa nước cũng ok luôn. Đấy, độ bám rất là tốt luôn, rửa nước cũng ok luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000 cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá.
hàng này của nó sẽ là hàng không có niêm phong, nhưng khi bác nhận hàng thông cảm chứ em. Đấy, nhà sản xuất thì người ta chỉ có mặc định là không có niêm phong như này thôi. Đây. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là 60 g. Đây. Đấy, à 120 g các bác này, 120 g. Hàng của Hàn Quốc chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đây, Made in Korea này, hàng nội địa của Hàn Quốc, kem đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50k thôi, 50k trong hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là đây. Bao gồm cho các bác là vào khoảng là đi 30 lưỡi. 30 lưỡi có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi. Nhưng mà em cứ giới thiệu chung chung là nó vào khoảng 30 lưỡi thôi. 30 lưỡi và có kèm cho các bác là một bàn cạo này. Đây, 30 lưỡi như này. Lưỡi là lưỡi kép, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 30 lưỡi này các bác dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng từ năm này sang năm khác. Bác nào mà ít dâu thì dùng cho em 2 3 năm mới hết được. Đó. Còn nhiều dâu thì thấp nhất cũng phải dùng là 1 năm. Đó. Thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, bộ lưỡi kem. Lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá thì chỉ có 60k thôi. 60k mà các bác có thể là từ được 30 đến 35 lưỡi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là chổi cọ vàng này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là dây như dạng như là dây đồng như này các bác này. Dây như dây đồng như này thì các bác có thể dùng để mình đánh son, đánh nồi này, kỳ cọ sân này, chỗ nào có rêu có giúp các bác kỳ cọ cho em. Đấy, chổi cọ vàng giá sẽ là 25k. Đúng không? Cọ gì đấy? Chổi cọ dỉ nhá, lên cho em là chổi cọ dỉ này. Đấy, chổi cọ dỉ giá sẽ là 15k một chiếc thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chổi cọ dỉ này. Đấy. Chổi cọ dỉ giá sẽ là 15k. Đấy, trước em bán 25.000 đợt này về cho bác chỉ còn 15k thôi. 15k cho cái mã chổi cọ dỉ như này, chiều dài khoảng trên 20 cm. Đấy, các bác dùng để cọ dỉ sét này, cọ son, cọ nồi hoặc là đánh dỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. 15k cho một cái chổi cọ dỉ như này rất là tiện luôn. Đây, ví dụ như là cái phần tường mà nó bị dí sét bị bẩn này, các bác đánh đi cho em này. Đấy, hoặc là nói chung là rất là đa di năng luôn, rất tiện nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em bao ship thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop còn mấy cái con robot này nữa này. Đấy, nó hàng thì nó bị lỗi thì em cũng không biết nó lỗi lầm ở đâu như nào, thì các bác có thể mua về để mình sửa chữa. Đấy, mua về mình sửa chữa. Đấy, thì tùy theo các bác muốn mua về mình tự mày mò mình sửa chữa được hay là như nào đấy, tùy các bác thôi. Cái này thì bên em bán thanh lý cho bác giá sẽ là con này thì bên em đang bán sẽ là 120.000. Hôm nay thì bên em thanh lý cái hàng lỗi này cho các bác giá chỉ có 20k thôi. 20k cho một con robot như này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi, hàng bị lỗi nhá, hàng bị lỗi. Thanh lý cho bác với giá đó là 20k. 20k cho một con robot hút bụi như này. Em còn khoảng gần chục con nữa, các bác có thể mua về để thay tháo sửa chữa. Bên trong này nó có một viên pin 18650 mà em đang bán ra đã là 30k rồi. Thế mà cả một thân máy như này giá chỉ có 20.000 thôi là quá lỗ rồi các bác nhá. 20.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ lục giác nhé. Bộ lục giác 7 màu này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bộ này bao nhiêu đấy? Bộ lục giác 7 màu các bác này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây, tổng là 9 cây các bác nhá. Bộ lục giác 7 màu của Nhật đẹp, chất lượng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Bộ lục giác 7 màu nhá. Đây, nó có hai đầu như này các bác này. Đấy, hai đầu như này. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó. Các bác lên xem là bộ lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Giá thì chỉ có 90k thôi, 90k cho một bộ lục giác 7 màu hàng nội địa của Nhật đây. Kabushi Japan này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ lục giác nhá, bộ lục giác này. Bộ lục giác giá của nó sẽ là 90k cho một bộ lục giác như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá, Kabushi Japan, cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Con này khi cắt thì các bác chỉ cần đẩy vào như này thôi. Đây. Đấy, đúng như này luôn này. Đấy, khi các bác cắt thì đẩy vào như này. Đấy là kia miếng tôn nó sẽ nằm ở bên dưới tay mình như này. Đấy, bên dưới tay mình như này thì rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn. Hàng thì nó sẽ là hàng trợ lực nhá. Kéo cắt tôn có trợ lực này. Đấy, có trợ lực và hàng của Nhật này. Đấy, có trợ lực rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn nhá. Đấy, kéo cắt tôn trợ lực. Kéo cắt tôn trợ lực nhá. Kéo cắt tôn trợ lực này. Kéo cắt tôn này. Trợ lực giá của nó sẽ là
160k nha, 160.000 cho em kéo các tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái mẫu đèn đeo đầu 5 bóng nhá. Các bác lên theo là đèn đeo đầu 5 bóng này. Đấy, con này thì hàng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng nhá. Đấy, rất là sáng nhá. Và cái giá thì rất hợp lý này. Các bác có thể dùng để mình đeo đầu, có dây đeo đây. Có dây đeo và kèm một cái cáp sạc như này. Các bác dùng để đeo đầu mình đi làm, đi chợ, đi búa hoặc là đi soi đi dọi đều ok hết. 1 2 3 4 5 bóng như này nhá. Lên mã giúp cho em là đèn đeo đầu 5 bóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đèn đeo đầu 5 bóng như này nhá. Con này thì bên shop đang tri ân khách hàng và có chạy chương trình gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Một con đèn đeo đầu 5 bóng như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40k thôi nhá, 40k. Đó, lên cho em là đèn đầu 5 bóng này. Đấy, đèn đầu 5 bóng nhá, 5 bóng. Đấy, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con đèn đeo đầu 5 bóng như này. 40.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hộp keo đa năng nhá, keo đa năng. Thì đây nó sẽ là một lọ keo như này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một lọ keo như này các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Dính mọi chất liệu, mọi bề mặt cho anh em luôn. Đó, và giá rất là tốt. Đây em sẽ có video luôn. Đây các bác này. Keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc về loại keo này thì không phải bàn nữa các bác ạ. Các bác bấm mua dưới góc trái màn hình nhá. Giới thiệu với các bác một lọ keo thay thế đinh vít, chỉ cần mở ra và xịt lên những chỗ cần dán như này. Dính kim loại, dính gỗ, dính nhựa, thiết bị điện hay các đồ vật trong gia đình của các bác. Mà độ chắc. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đến mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 20k trên một típ này. Và bác mua từ 3 típ thì sẽ là 50.000. 3 típ là bằng 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái kẹo chuột nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó là hàng nội địa của Thái Lan. Thị phần của nó thì nó sẽ là hàng đứng đầu của thế giới luôn nhá, đứng đầu thế giới luôn. Đấy, đây nó sẽ là một cái công thức độc quyền của người Thái nhá. Đấy, cái này thì chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là ăn vào là đều dính hết nhá. Đặc biệt là cái này ưu điểm của nó là khi nó ăn là nó sẽ nhử cả đàn lên ăn luôn và chết cả đàn luôn, chết thối cả nhà cả ngõ lên luôn các nhá. Thối nhà, thối đường, thối ngõ lên luôn. Đó. Thì các bác lên xem là kẹo chuột giá sẽ là 30k nhá. Kẹo chuột giá thì sẽ là 30k trên một lọ như này. 30k trên một hộp như này các bác này. Hàng nội địa của Thái Lan, toàn bộ chữ Thái hết. Thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bảng tự xóa nhá. Đấy, các bác lên xem là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một con bảng như này. Và đây nó sẽ có cái nút này. Đấy, có cái nút mở khóa này, các bác mở ra xem này. Đó, và đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Đấy các bác này. Các bác có thể viết này, dành cho trẻ em này, hoặc các bác có thể làm thợ làm nghề để mình viết lách cũng đều ok hết nhá. Đó. Có cái nút mở khóa đây, các bác mở khóa ra cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, xóa đi này. Đấy bác này, xóa đi này, rất là tiện luôn nhá. Viết xong lại xóa được. Các bác có thể dùng cho trẻ em để tô vẽ các thứ thoải mái luôn. Đó, tô vẽ, chế tạo thoải mái. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em là bảng tự xóa nhá. Con này đợt này sẽ về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô, giá thì chỉ có cho các bác là 40k một chiếc này thôi. 40.000, các bác mua cho trẻ em học hành rất là tốt luôn. Tập vẽ này rồi nói chung là sáng tạo nội dung các thứ rất là ok luôn. Đó, giá sẽ là 40k trong cái bảng tô như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mẫu đèn phễu đây. Đấy. Phương ơi, cái đèn phễu này bao nhiêu đấy? Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đèn phễu này, đấy một con đèn rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. 95.000 các bác nhá. Đấy, 95.000 cho một con đèn phễu như này. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy các bác này. Đấy, có báo pin ở đây luôn nhá. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một chân sạc ra cho điện thoại đây này. Đấy, nút nguồn đây các bác này, rất sáng luôn. Và có công tắc như này. Đấy, con này rất chắc chắn các bạn. Các bác dùng để làm thợ làm nghề, đội đầu đi soi, đi săn bắt hái lượm các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là đèn phễu nhá. Giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đèn phễu này. Đó, đèn phễu, giá sẽ là 95k cho một con đèn phễu như này. Đó. Tiếp theo thì và tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì dung tích của nó là 1 lít và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này, dung tích 1 lít này các bạn này, ấm pha trà dung tích 1 lít. Con này thì nó sẽ là dòng inox 316 nhá. Đây, su 316 này.
Bên ngoài của nó thì sơn tĩnh điện sáng bóng này, sơn tĩnh điện sáng bóng này. Bên trong của nó thì inox 36, bên dưới thì đít này nó sẽ có lót cao su để chống trơn trượt và chống bị xước bàn nhá. Đó, inox 36. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái lưới lọc như này để các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình hãm mình uống. Đấy. Và các bác chỉ cần xoáy nắp vào cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Khi rót thì mình mở nắp này cho em. Dung tích của nó là 1 lít nhá, dung tích 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Lên cho em là ấm pha trà này, ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt này, dao chặt hàng của Nhật nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con dòng dao chặt cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con dao chặt thế này. Hàng này thì nó sẽ là dòng siêu bén cho bác luôn. Siêu bén các bác luôn nhá, rất là bén luôn. Đấy, một con dao chặt thế này, hàng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, giá thì bên shop đang đây con này. Đấy, rất là bén luôn con này. Đó, dọc giấy thoải mái luôn nhá, rất là bén luôn. Giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy, Asa, hàng của thương hiệu Asaka, hàng nội địa của Nhật, thép SK5 nhá. Dùng để chặt gà, chặt xương trâu, xương bò rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay siêu mỏng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 tính ra vào 10.000 một cái khay như này các bác. 10.000 một khay như này. Đấy, mỗi khay đều có nắp đậy như này nhá. Đấy. 10 cái to nhất thì của nó sẽ là 18 cm. To nhất là 18 cm và nhỏ nhất thì nó sẽ là 10 cm. Đấy, 10 cái như này. Khay nào nắp đậy thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp bộ 5 khay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vật muỗi đứng nhá, vật muỗi đứng. Đấy, đây nó sẽ là một con vật muỗi rất là tiện ích luôn. Đấy, con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con vật muỗi đứng như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái đế sạc như này, các bác chỉ cần đặt vào này, sau đó thì mình cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Rất là tiện nhá. Đây con này. Dòng này của nó thì ánh điện cực kỳ là mạnh luôn các bác nhá. Ánh điện cực kỳ là mạnh luôn và có cả cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút muỗi bay vào. Các bác cứ bật lên cắm điện và sau đó thì để dưới gầm bàn, gầm ghế, gầm giường và con muỗi nó bay vào nó sẽ bị chập và nó sẽ bị chết các bác nhá. Lên cho em là vật muỗi đứng, giá thì sẽ là 150.000, 150k cho một con vật muỗi đứng như này. Bình thường, đúng rồi, bình thường nếu các bác dùng một cái vật thường thôi cũng đã phải mất thằng tiền 100 đến 120 rồi. Đây vào đây một cái vật cao cấp như này. Đấy, vật muỗi đứng thông minh, giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là vật muỗi đứng nhá, vật muỗi này, vật muỗi đứng giá sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, giá hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác này, dao dọc giấy đây. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho bác cái giá chỉ có 10.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua combo từ 3 chiếc trở lên, còn nếu các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 10.000. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nha. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái một cái mẫu đèn rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đây. Con này thì nó sẽ là kiểu dáng như này các bác này và nó có sử dụng pin năng lượng mặt trời nhá. Và có kèm cho các bác là một cái hệ thống là đây. Ở đây thì nó sẽ có một viên pin 18650 này, nó kèm cho các bác một viên thôi. Đấy, kèm một viên pin 18650 và có pin năng lượng mặt trời nhá. Và có cả cổng sạc luôn, báo pin các bác này. Đấy, đèn thì rất là sáng các bác này, đèn rất là sáng luôn. Đây, các bác này, rất sáng luôn nhá. Nó có bốn mặt như này. Các bác có thể dùng để decor trang trí này. Ở đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Và mỗi mặt này nó sẽ có cho các bác là ba cái led nhá và bốn mặt luôn. Rất là dày, rất chắc chắn như này. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn. Và kiểu dáng thì rất là đẹp. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn chùa nhá. Đấy, nó sẽ là hình một cái mái chùa như này, một cái mái chùa như này. Cho nên các bác lên cho em là đèn chùa nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con đèn chùa như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn chùa này. Đèn chùa, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000. Con này thì chiều cao khoảng là 18-20 cm, chiều rộng là khoảng 10 cm và siêu sáng luôn các bạn, siêu sáng luôn. Hệ thống của nó là led rất sáng luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là 3 chế độ này. Đấy, sáng mạnh này, sáng vừa này và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đấy thì các bác ứng dụng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đó, sáng mạnh thì rất là sáng luôn, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác một cái mẫu mã đèn đeo đầu đây. Đây, một cái đèn đeo đầu như này các bác này. Đấy. Một cái đèn đeo đầu như này. Con này thì con này trước thì bên shop cũng có bán rồi. Con này thì cũng rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. Và đây, đấy. Thì nó sẽ là hình một cái phễu như này. Thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu rất là sáng luôn. Có ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy. Pha của nó rất là rọi luôn này các bác này. Đấy, pha của nó rất là rọi luôn các bác theo. Đây. Đấy. Con này có thể rọi xa được từ 500 đến 1000 mét nhá. Đấy, rất là rọi luôn. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, nó hình cái phễu như này. Đó và đeo đầu được luôn. Đó, đeo đầu được. Các bác lên cho em là đèn phễu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Con này giá chỉ có 90k thôi, 90.000 cho một con đèn phễu như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu này. Giá sẽ là 90k nhá. Đó, nó hình cái phễu như này. Đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con đèn phễu như này. Đấy, 90.000 nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc, một cáp sạc và một cái quai đeo như này thì các bác dùng để mình đeo đầu cho em. Đó, đèn phễu. Giá thì chỉ có 90 cành thôi, 90 cành cho mỗi em đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái đèn rất là to các bác này, một cái đèn rất là to như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con đèn rất là to luôn, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để về mình sử dụng này, rất là tiện nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một đèn và một viên pin đôi nhá, một đèn một viên pin đôi. Đấy, có kèm cho các bác là thân sạc đây, đấy, một viên pin đôi như này và một cáp sạc như này nhá. Đấy, một viên pin đôi như này thì tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, thân của nó bằng nhôm nhá, thân của nó bằng nhôm. Lắp pin thì nếu mà các bác lắp mà nó không lên thì đảo chiều đi cho em nhá. Đấy, lắp chiều này mà không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, ví dụ lắp chiều này không lên, các bác đảo chiều đi cho em là xong. Đó. Hàng thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là đây các bác này. Đấy, lắp pin và bật lên cho em là xong. Đó. Con này thì rất là sáng luôn các bác này, rất là sáng luôn. Dài thì nó vào khoảng là 25 cm. Đấy, cái phần đầu chóa này của nó thì rất là sáng nhá. Các bác có thể vừa dùng làm đèn này, vừa dùng làm đèn sáng này, vừa dùng để mình phòng vệ luôn, rất là tiện nhá. Đấy, đây các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo nhá. Nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo cho các bác luôn. Đấy, rất sáng các bác này, rất sáng luôn. Và dài khoảng 25 cm. Đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, một con đèn chất lượng như này, hàng thương hiệu của hãng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn gậy này. Các bác lên cho em là đèn gậy nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. 140.000 cho một con đèn gậy như này thôi. Thân của nó bằng nhôm này, thân của nó bằng nhôm này, rất là dày dặn chắc chắn luôn. Các bác có thể vừa dùng làm đèn, vừa dùng để làm gậy phòng vệ luôn nhá, gậy phòng vệ luôn. Đựng trong một cái hộp nhựa như này, có kèm một cáp sạc luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy, giá sẽ là 140.000 nhá. Đấy, lên cho em là đèn gậy này. Đèn gậy, giá của nó sẽ là 140k cho một cái đèn cây gậy như này nhá. Đèn gậy 140.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn VIP nhá, đèn VIP. Đấy, đèn VIP các bác này. Đấy. Đây. Đấy, một con đèn VIP như này, rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Có kèm cho các bác là pin và có kèm cho các bác là hai viên pin 18650 như này nhá. Đấy, thân của nó là thân nhôm này, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Con này thì thân của nó bằng nhôm và cũng là hai viên pin. Đấy thì nói chung là cũng rất là tiện, thì các bác có thể dùng con dài hoặc dùng cái con ngắn này, tùy theo. Con này thì giá của nó sẽ là 100 con này cũng 140.000 luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá, đèn VIP này. Đấy, 150.000. Đó. Đèn VIP giá của nó sẽ là 150k cho một con đèn VIP như này nhá, 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái xẻng các bác lên cho em là xẻng sinh tồn nhá. Đấy, đây xẻng sinh tồn. Đấy thì nó sẽ là một con xẻng gấp như này các bác này. Đấy, đây. Các bác có thể gấp ra gấp vào được này. Đấy. Gấp ra gấp vào, xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy, đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Có phần này để cưa cây này, phần này để các bác chặt cây này. Đấy, có phần xoáy ốc này. Và cái này các bác có thể xoáy ra nhá. Xoáy ra thì mình lại gập lên thành thành cái cuốc được này. Đấy. Các bác có thể vừa làm xẻng vừa làm cuốc được luôn. Thì anh em có thể dùng để đi rừng đi phượt này. Đấy, ở đây thì nó sẽ thêm cho các bác là hai cái cán nữa.
Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhé, hàng quân đội Nhật. Có cả phần con dao đây, có cả phần con dao các bác này. Đấy, có còn con dao. Về nhà các bác lắp vào cho em. Đây, con dao thì các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy con dao vào đây nhá, rất là tiện luôn. Đấy, sau đó các bác xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào cho em. Nó có cả cho các bác là một cái phần phá kính này, một cái phần phá kính như này. Đấy, và cái này thì các bác có thể vừa làm cuốc vừa làm xẻng nhá. Đấy, vừa làm cuốc vừa làm xẻng cho em. Đó, màu sắc thì rất đẹp luôn. Các bác xoáy vào này cho em này. Đó, xoáy này rất là tiện luôn nhá. Đây, các bác xoay ra này. Đấy, đây là hình cái cuốc này, hình cái cuốc này. Nếu mà chiều dài của cuốc này thì vào khoảng là 60 cm. Còn nếu các bác cho ra cái thành cái xẻng như này thì nó khoảng 80 cm nhá, khoảng 80 cm. Đây, đây các bác này. Đấy. 1 này, 2 này, 3. Khoảng 80 cm cho cái xẻng như này nhá. Đấy, 80 cm. Còn cái xẻng này thì chiều dài khoảng 20 cm và chiều rộng là khoảng là 13 đến 17 cm. Đấy, các bác dùng rất là tiện luôn. Đây, đây nó sẽ là một con xẻng. Một con xẻng hoàn chỉnh như này. Các bác có thể dùng để mình đánh cây, đánh cối này, rồi nói chung là làm thợ đi săn bắt hái lượm rồi rất là tiện luôn. Lên theo là xẻng sinh tồn nhá, xẻng sinh tồn. Giá thì rất là hấp dẫn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Đấy. Xẻng sinh tồn, giá của nó sẽ là 250k thôi. 250.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 250.000 cho một cái xẻng sinh tồn như này nhá. 250.000 các bác này. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 250k và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác. Cho một cái mẫu mã xẻng sinh tồn như này. Xẻng sinh tồn, các bác dùng thì nó khá là tiện ích. Đây, có cái phần này để các bác cắt này, chặt cây các kiểu này. Đấy, mình có thể chuyển từ từ xẻng sang cuốc đều được nhá. Đấy, xẻng sang cuốc các bác chỉ cần xoay cái ốc này đi cho em là xong. Đó, xẻng sinh tồn. Đây, đấy, làm cuốc cũng rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ hút nước rửa bát này. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một hệ ống dẫn, các cái nắp và một cái đầu vòi bằng inox như này. Đấy, thì các bác dùng để mình hút nước rửa bát cho em rất là tiện. Giá thì chỉ có 70k, đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần lắp đặt như này thôi này, rất là dễ dàng này. Đó. Đấy, có gen mình xoáy vào cho em này. Có gen nhá, xoáy vào này. Đậy vào nắp này. Đó, rất ok luôn. Đấy, để vào đây là mình hút thôi, nó rất là tiện nhá. Rửa bát các bác chỉ cần ấn này cho em là xong. Lắp đặt thì rất là dễ dàng, chậu rửa bát nhà bác nào cũng có nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát này. Hút rửa bát. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho cái bộ hút rửa bát như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy trà bếp nhá. Máy trà bếp, một con máy nhỏ gọn tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy, một máy này, các cái bộ lót này, rồi băng dính này đầy đủ cho bác như này nhá. Đó. Và con này thì nó chạy bằng pin rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, chạy bằng pin rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để mình trà bàn bếp này, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bàn bếp, rồi bếp ga, rồi các cái khu vực nào mà nó bám bụi bẩn nhá. Đó. Dầu mỡ đều sạch hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là máy trà bếp nhá. Máy trà bếp này. Đấy. Con này trước em đang bán là 100k. Đấy, để em xem giá về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Con này đợt này về cho bác giá chỉ còn là 75k thôi nhá. 75k, giá siêu tốt cho bác luôn. 75.000 cho một con máy trà bếp như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy trà bếp. Giá sẽ là 75.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy mình lắp vào. Đó, dùng cái này mình trà đi. Sau đó thì mình lau đi, nó rất là sạch sẽ này. Đấy, các bác theo. Chậu rửa rồi các cái khu vực nào thảm riếc này, rất là tiện luôn nhá. Đó, đây. Đánh thảm đánh riếc nói chung là rất là tiện luôn, đánh giày đánh dép cũng ok. Đấy các bác thấy không? Đấy. Đánh thảm này rồi giày dép các thứ này, bàn bếp ga này, đấy. Rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi, 75.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Đó, cái nạo lưỡi. Thì đây. Nó sẽ là một con nạo lưỡi như này các bác này, một con nạo lưỡi như này. Đây. Đấy. Một con nạo lưỡi rất là đẹp luôn. Hàng bằng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Các bác dùng để mình nạo lưỡi như này cho em này, nạo lưỡi như này cho em. Vệ sinh lưỡi này, đấy vệ sinh lưỡi như này. Rất sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k trong cái nạo lưỡi như này nhá. Lên cho em là nạo lưỡi này. Nạo lưỡi. Giá của nó sẽ là 20k nhá.
20.000 cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái ủng như này. Nó sẽ là một cái dòng ủng to nhá. Đấy, ủng to như này. Về nhà các bác có thể mình xỏ qua giày dép đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống như này. Đấy thì giày dép to nhỏ các bác cho vào đều vừa hết nhá. Đấy, cho vào đều vừa hết thì các bác dùng để mình đi mưa. Nó rất là tiện, trời mưa giày bẩn này. Các bác chỉ cần xỏ cái này vào cho em thôi. Hoặc là bác nào hay đi ngoài đường ấy mà sợ rời đường nó mưa bẩn quần bẩn áo, đây các bác xỏ cho em rất là tiện luôn. Thì mình đến công ty hay là đến chỗ làm thì mình đã bỏ ra đấy, tức là mình không cần thì sợ bẩn giày bẩn dép. Hoặc là nhà các bác nào ở đồi núi mình di chuyển thì dùng cái này cho em nó rất là tiện. Lên cho em là ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ ủng đi mưa này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc diệt dán nhá. Hàng nội địa của Nhật, con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Số 1 của Nhật Bản nhá, hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, số 1 Nhật Bản luôn. Một kỳ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 một hộp này là 12 viên nhá. Đây nó sẽ có cái viên như này các bác này. Đấy, từng viên một như này và trong này nó là cái thuốc sinh học. Về nhà các bác bỏ vào trong tủ quần áo này hoặc gầm tủ, gầm bàn bếp các thứ. Đây. Con này thì nó hàng đa di năng, nó diệt luôn được các loại như là rán mẹ, rán con này, rồi tổ rán này, rồi trứng rán, diệt được hết nhá. 1, 2, 3, 4 này. Bán thị phần của nó là số 1 của Nhật Bản nhá. Đấy, lên cho em là hộp thuốc rán nhá. Hộp thuốc rán. Hộp thuốc rán. Giá sẽ là 50k cho một hộp thuốc rán như này. 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn như này. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Đấy, cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em giới thiệu nhanh thôi. Đây là cái to nhất này. Đấy, to nhất đây. Đấy. Một cái bộ 5 đĩa tròn như này. Con to nhất thì vào khoảng 24 cm và con nhỏ nhất thì vào khoảng là 10 cm. Hàng này dày lắm các bạn. Đấy, rất là dày luôn các bạn. Dày keng keng luôn nhá, rất là dày luôn, sáng bóng đẹp. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn này, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Qua đây mấy lần nhưng mà đi ô tô khó nhìn lắm. Đúng rồi. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng mới này. Đấy thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gió xanh nhá. Đấy, dầu gió xanh. Dòng này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ này. Đấy. Dầu gió hiệu con ó đây các bác này. Dòng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy các bác dùng thì đây, hàng made in Singapore nhá. Sản xuất tại Singapore, nguyên tem nguyên đại như nguyên đai nguyên kiện như này. Và nó là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ thì các bác biết rồi. Đấy, hàng của Mỹ là nó phải đạt tiêu chuẩn thì mới được xuất vào Mỹ nhá. Và sản xuất tại một cái đất nước là đất nước Singapore thì các bác cũng yên tâm sử dụng các bác nhá. Đó. Thì đây. Đấy thì bên shop có bán lẻ theo một lọ và có bán theo cả một lố như này nhá. Một lố như này của nó sẽ là 12 chai. 12 chai. Mua lẻ thì sẽ là 40.000 cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này các bác này. Đấy, đây. Hàng sản xuất tại Singapore nhá. Made in Singapore các bác này, made in Singapore. Và hàng này thì nó sẽ là hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Xuất cho thị trường Mỹ. Đây. USA các bác này. Đó, đây. Có thấy chưa? Đó. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ là hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác như này các bác này. Đấy. Hàng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, một cái lọ dầu gió như này. Đấy, các bác lên cho em là dầu gió xanh nhá. Đấy, hoặc là dầu gió là được rồi. Đây. Đấy. USA các bác này. Và sản xuất tại Singapore. Siêu thơm luôn. Đấy, siêu thơm và rất là nóng. Và nắp của nó là hai lẫy liền nhá, nắp hai lẫy liền. Mở ra là cứ thơm phức luôn các bác này. Đấy, dầu gió xanh. Mở ra rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Bác nào bị đau đầu, đau bụng rồi lạnh chân tay này các bác dùng cho em rất là tốt luôn. Đấy, hoặc các bác có thể cho vào nước để mình dùng để mình ngâm chân rất là tuyệt vời luôn nhá. Đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Tem mác bên trong bên ngoài đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dầu gió nhá các bác nhá. Đấy, dầu gió xanh. Bên shop sẽ bán theo một lọ như này. Một lọ này thì giá của nó sẽ là 40.000. Còn các bác nếu mà lấy cả dây nhá. Một dây như này của nó sẽ là 12 lọ. Đấy. Một lọ thì sẽ là 40k nhá. Đây. Một lọ này sẽ là 40k cho một lọ dầu gió như này nhá. 40k cho một lọ dầu gió như này. Còn nếu các bác mua cả dây như này nhá, cả dây như này là 12 lọ này. Đấy, 12 lọ nhá.
Giá sẽ là 450k. 450k và bên em bao ship đi tận nhà cho bác luôn nhá. 450.000 cho một dây như này và bên em bao ship các bác nhá. 450.000. Còn mua lẻ thì là sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 40k cho một lọ dầu gió như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một số các cái mã đồng hồ này. Đấy. Thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ Rolex nhá. Rolex thì bên em vẫn có mặt đen và mặt vàng như này. Mặt đen và mặt vàng như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Sẽ có cho các bác là mặt đen này, mặt vàng này. Đấy, và đều có lịch hết nhá. Đều có lịch hết, đồng hồ đang chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường như này. Có con mặt đen, con mặt vàng. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Rolex. Giá của nó sẽ là 300k nhá. Đấy, đồng hồ Rolex này. Rolex giá của nó sẽ là 300k. 300k cho con đồng hồ Rolex nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Orin nhá. Orin đó. Hàng của thương hiệu Orin này. Đấy. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy. Con này thì nó có cái cả cái hệ thống xoay này các bác này, rất là hay luôn. Đó, và nó có hai lẫy chỉnh như này các bác nhá. Hai lẫy chỉnh như này các bác này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ SK. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một cái mã đồng hồ SK như này nhá. Đồng hồ SK. Mặt của nó màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, và cái này nó có cái kiểu xoay xoay các bác này. Đấy, nó có kiểu xoay xê dịch như này. Trông nó rất là hay luôn. Đó. Thương hiệu SK này. Đó. Đây. Rất đẹp các bác nhá. 260.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Đồng hồ SK, giá của nó sẽ là 260k nhá. Đồng hồ SK này, 260.000 cho con đồng hồ SK như này. 260.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái táo khô nhá. Đây, táo khô hàng của Nhật các bác nhá. Táo khô hàng của Nhật. Một bịch này của nó thì bên shop đang gửi tới cái giá đó là 80.000 cho một bịch như này. 80.000 cho một bịch như này. Một bịch này của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân nhá. Từ 8 lạng đến 1 cân. Thì cái này các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là mình hãm nước uống này, hoặc là mình dùng để ngâm rượu cũng rất là ok nhá. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng, ngon và rất là thơm luôn. Các bác ngâm rượu rất là thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô. Giá của nó sẽ là 80k. Công dụng thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, ngâm rượu này, hoặc là mình dùng để mình hãm nước uống cũng rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây. Đít này nó sẽ có cho các bác là cái lẫy để các bác lắp pin vào đây cho em này. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó. Cái này thì các bác sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ đấy nhá. Bên em bán thì không kèm pin đâu nhá. Giá chỉ có 90k và không có pin. Về nhà các bác tự lắp cái pin con thỏ nhỏ nhà mình vào là mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể dùng để mình pha trà, pha cà phê, rồi nói chung là pha ngũ cốc, pha cái gì cũng được. Đấy, các bác chỉ cần lắp pin vào cho em này. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường nhá. Có một cái hạt nam châm từ trường như này các bác cho vào nó sẽ bắt vào đây. Hàng thì bên ngoài bằng nhựa nguyên sinh, bên trong thì inox 304 nhá. Đấy, thì các bác dùng cái này cho em rất là tiện luôn. Đấy, và các bác bật nắp này lên cho em này. Đó, lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều cho em và pin là pin còn sống nhá. Đấy, như này cái này của em hình như là nó hết pin rồi. À đây được rồi đấy các bác. Đấy. Nếu các bác lắp mà không đúng chiều hoặc là pin hết thì các bác thay pin mới, hoặc là lắp đúng chiều cho em là được các bác này. Đây. Đây các bác này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy, rất là tiện các bác này. Đó. Thì mình cho vào mình pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Giá sẽ là 90k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác lên xem là dầu nóng Hàn Quốc. 40k một lọ như này. Đấy, 40k một lọ như này. Đấy, và đây thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Chuyên trị đau khớp gối này, khớp vai, cổ này, đấy, cổ và sống lưng. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng kem như này các bác này. Đấy, dòng kem như này các bác xoa vào cho em rất là tốt luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k trên một lọ nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này thì các bác chuyên dùng để mình khóa xe thì em rất là tiện này. Đấy, đây. Ví dụ như là nó rất là nhỏ gọn, hai ngón tay như này thôi, nhưng mà nó là dòng thép đặc, các bác dùng rất là thích. Đây, các bác chỉ cần mở ra này cho em này, sau đó thì rút chìa ra. Đấy, và mình đặt vào cái phanh đĩa, mình chỉ cần sập vào này là xong, rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là khóa phanh đĩa này là bao nhiêu? 55.000 cho một cái khóa phanh đĩa như này, rất là tiện nhá. Hàng bằng thép nguyên khối này, các bác chỉ cần là sập vào cái phanh đĩa, sau đó thì nhấn nút thế là xong, là cái xe của mình đã bảo vệ được an toàn rồi. Giá thì chỉ có 55k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này thôi. Nhà bác nào mà có xe đạp, xe máy mà hay đi làm công trình hoặc làm ngoài đường hoặc để ngoài đường thì nên có, rất là tiện luôn. Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Đấy. Khóa phanh đĩa giá sẽ là 55k cho một con khóa phanh đĩa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Đấy, tất vỉ thì bên em có dòng màu đen và màu ghi. Đấy. Đợt này thì lại về thêm cho các bác cả cái màu ghi nữa. Đấy. Trước thì có màu đen, màu trắng, bây giờ thì có màu đen với lại màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi như này qua này. Đấy. Một vỉ này là 10 đôi, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy. Các bác dùng cái này thì rất là thích luôn. Chất liệu của nó thì 100% là sợi cốt tông, cho nên là thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt, chống hôi chân rồi nấm mốc các thứ rất là tốt luôn nhá. Và độ dài của nó là vừa phải thì các bác dùng mùa đông đều được, mùa đông mùa hè đều ok nhá. Đấy. Bác nào hay đi giày thường xuyên thì mua cái này cho em. 90.000 một vỉ như này, các bác mua về để mình sử dụng dần. Đấy, mua về mình sử dụng dần thì nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ như này. Có cho các bác là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu cho các bác lựa chọn. Trước thì có màu trắng, nhưng mà đợt này về nó sẽ có là màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất vỉ 10 nhá. Đấy, tất đựng trong một cái vỉ như này và 10 đôi. Lên cho em là tất vỉ 10, giá của nó sẽ là 90k. 90k trên một vỉ 10 đôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bàn là hơi nước mini, rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình gọi là mang đi du lịch này, đi công tác này hoặc là đi làm đều được hết nhá. Đấy, một con bàn là hơi nước mini như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng sử dụng công suất của nó là 700W này, 700W. Đấy, điện 220V. Đấy, 700W điện 220V rất là tiện luôn đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái hệ dây như này, và về nhà thì các bác chỉ cần là tháo cho em cái nắp này ra này. Tháo cái nắp này ra. Sau đó thì tháo nắp này ra này. Đấy, đây sẽ có cái nắp này tháo ra, các bác tháo ra, sau đó thì các bác cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình có thể mình dùng mình phun nước rồi. Nhất cái này là nước nó sẽ ra này. Rất là tiện nhá. Đấy, và gập xuống nó rất là gọn và có điều chỉnh cho các bác cả nhiệt độ luôn, thì các bác dùng nó rất là thích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini này thôi. 135k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini, 135.000. Rất là tiện, các bác có thể mua để dùng trực tiếp ở nhà hoặc là mang đi du lịch cũng các thứ rất là ok nhá. Bàn là hơi nước mini này. Bàn là mini. Mini giá sẽ là 135k. Đó, 135k cho con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ đeo tay các bác nhá, đồng hồ đeo tay. Đây nó sẽ là một con đồng hồ điện tử như này. Bên shop gọi nó là đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đeo tay, và có cho các bác là một cái đốc sạc này, một đốc sạc và hai cái dây như này để các bác lắp vào này. Dây thì các bác lắp vào đồng hồ này cho em. Đây, cái dây thì các bác chỉ cần sập vào cái lẫy, cái rãnh họ đã để sẵn như này, các bác sập vào đây cho em là xong này. Đấy, cái dây các bác sập vào như này là xong, là mình đeo thôi. Con này thì giá rất hợp lý nhá. Đồng hồ thì thân của nó là bằng khung nhôm hết nhá, khung nhôm hết. Về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi nói chung là xem giờ, rồi tính bước chạy các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Một con đồng hồ như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ T8 nhá. Giá sẽ là 170.000. Đấy, đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 170k một chiếc nhá. 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Sử dụng thì cực kỳ là hữu ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhé. Hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu say xe nhé. Đấy,
gầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây, gầu xay xe giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Thôi những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá, giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì nó rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt, hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nhớ cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em cái này, em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây. Cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em.
các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn đấy, chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn đấy, khỏi hẳn luôn. Các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em, hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá, vẩy nến á sừng, hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em, giá thì chỉ có 25k cho một tiếp như này thôi, dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn đây đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá, khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn hắc lào long ben nấm ngứa, dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000, 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bối trĩ, xa bối trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bối trĩ, xa bối trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này. Đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30k cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100k cho một lọ nhé, 100k cho một lọ đây, 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này, 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1, 2, 3, 4, 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá. Và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100k. Đấy. 100k các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên theo là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá, nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một tip như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là các bác lên cho em là kìm xanh nhá, kìm xanh. Thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này, đấy, hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó. 20k bác nhá, 20k. Đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn các bác này. Đấy, cắt linh kiện cho em. Rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này. Hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được, cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này.
kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nha, 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên cho em là đũa sứ một vỉ là 5 đôi. Giá sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên trên là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây, quà tặng này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vung giếc rất là dày luôn các bạn. Đấy, vung giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy. 16, 18, 24 nhá. Đấy. Khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá, rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó, rất dày dẫn chắc chắn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony. Giá chỉ có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25k trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này. Nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đấy, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này. Đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy, đi gặt này, dùng cái này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Đi cấy, gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó cũng rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25k cho một bịch như này. 25k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời. Thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi.
Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá, một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhé, 5 lần pha chè. Đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gắp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130.000 một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, Made in Germany vào đây. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này, các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy, dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi. Rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130.000 một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đây. 120.000 cho con dao Thái Lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao Thái Lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó. Thái Lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm, bản của dao thì khoảng 5cm. Hàng Made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên cho em là dao Thái Lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao Thái Lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng các bác này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn các bác này. Đấy, giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó, pha của nó rất là giỏi luôn. Đây các bác này, đây, đấy các bác nhìn cái pha của nó chưa, rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó, và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn, điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy, thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ, hoặc là dùng soi chim soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhé. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng Made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1000 mét này, có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá, hàng sản xuất ở Nhật. Đây, Made in Japan các bác này. Đấy, Made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, Made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100. Cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy?
tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá, bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone, tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây, giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok.